bạn chúng ta cũng đợi trong khoảng 2 phút nữa để mọi người có thể join được cái meeting. Rồi và chúng ta bắt đầu buổi training ngày hôm nay. Thì chào mừng các thầy cô và các bạn sinh viên đã đến với section thứ hai của khóa Amazon Academy Cloud Foundation. Ở section 1 ngày hôm qua chúng ta đã được giới thiệu về hệ thống học trực tuyến LMS của Học viện AWS và chúng ta đã tìm hiểu module đầu tiên, đó là module giới thiệu về tổng quan về khái niệm điểm toán đám mây, tìm hiểu về Amazon Web Service tức là AWS, tổng quan về AWS các dịch vụ. Thì section ngày hôm nay, section thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục đi qua hai module tiếp theo. Module thứ nhất đó là chúng ta tìm hiểu về đám mây và kinh tế trên đám mây, thanh toán chi phí. Ở module thứ ba tức là module thứ hai của section này, module hôm nay, module thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS. Và chúng ta cùng đi vào module thứ hai, tức là module đầu tiên trong cái section thứ hai này, đó là tìm hiểu về kinh tế đám mây và thanh toán các chi phí ở trên đám mây. Thì trong module thứ hai này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đó là các nguyên tắc cơ bản về định giá. Thì trong các nguyên tắc cơ bản về định giá này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái tổng chi phí sở hữu, rồi về AWS organization, rồi quản lý chi phí lập hóa đơn trong AWS, và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về phần technical support tức là hỗ trợ kỹ thuật của AWS. Thì trong cái module này sẽ có một phần demo về liên quan đến building dashboard, tức là bảng tổng quan về cái building của chúng ta. Thì ở phần này, ở trong LMS đã có cái video do các chuyên gia giảng viên của AWS demo, thì do thời gian không cho phép nên về nhà các bạn sẽ xem cái demo này. Rồi thì sau cuối cái module này cũng sẽ có một bài knowledge check như cái module 1, đó là một cái knowledge check bao gồm 10 câu hỏi và các bạn sẽ phải làm đúng 8 trên 10 câu để có thể pass được cái module này. Thì sau khi hoàn thành module này, chúng ta sẽ có những cái kiến thức cơ bản về, bao gồm thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái hiểu biết về cái triết lý định giá của AWS. Thứ hai là nhận biết được các cái đặc điểm cơ bản về giá cả. Chúng ta biết được là các yếu tố của tổng chi phí sở hữu, tức là total cost of ownership. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái
cái tiện ích đó là pricing calculator. Thì đây một cái tiện ích dùng để tính toán giá cả, ước lượng giá cả khi chúng ta sử dụng dịch vụ AWS. Rồi chúng ta sẽ biết cách thiết lập các cái AWS, các cái cơ cấu tổ chức giúp đơn giản cái hóa đơn của việc thanh toán và khả năng hiển thị tài khoản để xem xét những cái dữ liệu cho cái những cái chi phí, xác định các cái chức năng của AWS Billing Dashboard. Rồi chúng ta sẽ biết thêm các cái dịch vụ như là AWS Bill, Cost Explorer hay là Budget và Cost and Yield Report. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có biết được là xác định được các cái kế hoạch và tính năng hỗ trợ kỹ thuật của AWS khác nhau, những cái tính năng và những cái hỗ trợ của AWS Technical Support. Rồi chúng ta cùng qua section đầu tiên, đó là các nguyên tắc cơ bản về định giá, về giá cả của AWS. Thì có ba cái động lực cơ bản về chi phí với AWS. Thứ nhất đó là về điện toán, tức là thứ hai tức là compute, thứ hai là về lưu trữ và thứ ba là quá trình truyền dữ liệu đi. Thì những đặc điểm này tuy có sự khác nhau và nó tùy thuộc vào sản phẩm của AWS và kiểu giá cả mà chúng ta chọn, thì mỗi dịch vụ nó sẽ có một cái tính toán giá cả khác nhau. Thì trong hầu hết các trường hợp thì AWS sẽ không tính phí truyền dữ liệu đến và chuyển dữ liệu giữa các dịch vụ AWS khác nhau trong cùng một region, tức là trong cùng một khu vực AWS. Có một số trường hợp ngoại lệ thì vẫn có tính phí này, nên trước khi sử dụng dịch vụ nào chúng ta hãy đảm bảo xác minh và tìm hiểu kỹ cái giá thành truyền dữ liệu trước khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ AWS. Thì một trong những cái rào cản lớn nhất mà khi các cái doanh nghiệp và tổ chức mà muốn sử dụng điện đám mây, đó là cái thay đổi nhận thức về cái giá cả. Có nghĩa là một số doanh nghiệp hay một số tổ chức hay là các cái khách hàng, người ta vẫn cho rằng sử dụng điện toán đám mây nó rất là tốn kém và mất rất là nhiều tiền. Thì qua cái module này chúng ta sẽ biết được rằng là AWS sẽ cho chúng ta biết được rằng là sử dụng điện toán đám mây và các dịch vụ của AWS sẽ có những cái lợi thế, những cái lợi ích nhất định về mặt chi phí và sẽ đưa ra những phân tích cụ thể cho chúng ta. Thì đây là ba ba cái động lực cơ bản khi mà AWS tính toán cái chi phí. Thứ nhất là điện toán, thứ hai là lưu trữ và thứ ba là truyền dữ liệu. Tiếp theo ở phần truyền dữ liệu đi, tức là đã transfer ấy, thì được tổng hợp giữa các dịch vụ và sau đó được tính phí theo giá truyền dữ liệu đi. Khoản phí này xuất hiện trên bảng sao kê hàng tháng dưới dạng AWS Data Transfer. Thì khi sử dụng các dịch vụ AWS thì thường AWS sẽ tổng hợp các cái chi phí lại với nhau rồi sau đó mới tính 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 tổng giá thành. Thì triết lý này là cơ sở cho việc định giá AWS. Mặc dù số lượng và các loại dịch vụ mà AWS cung cấp đã tăng lên đáng kể, nhưng triết lý của AWS về giá cả vẫn không thay đổi. Vào cuối mỗi tháng, chúng ta phải thanh toán cho những gì mà mình sử dụng. Chúng ta có thể bắt đầu hoặc ngừng sử dụng một sản phẩm hay là một dịch vụ của AWS bất kỳ lúc nào, không cần hợp đồng dài hạn. AWS cung cấp một loạt các dịch vụ điện toán đám mây. Đối với mỗi dịch vụ, chúng ta phải trả cho chính xác số lượng tài nguyên mà mình thực sự cần, tức là pay as you go đấy. Mình dùng bao nhiêu thì mình sẽ phải trả bấy nhiêu. Mô hình định giá của kiểu tiện ích này nó bao gồm: thứ nhất đó là thanh toán cho những gì chúng ta sử dụng; thứ hai là trả ít hơn khi chúng ta đặt trước hoặc là sử dụng các cái phiên bản dự trữ như phiên bản đặt trước; thứ ba là trả ít hơn khi chúng ta sử dụng nhiều hơn; và thứ tư là trả ít hơn khi AWS ngày càng phát triển. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các khái niệm cốt lõi về cái phương pháp định giá của AWS. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải trả cho những gì mà mình sử dụng. Thì trừ khi các bạn chúng ta xây dựng các cái trung tâm dữ liệu nhằm mục đích là chúng ta cho thuê hay là bán cho những công ty hay tổ chức,
thì chúng ta mới 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 bỏ thời gian và công sức cũng như tiền bạc ra để xây dựng những cái trung tâm dữ liệu, vì nó rất là tốn kém về mặt thời gian, giá cả cũng như vận hành và bảo trì. Với AWS thì chúng ta chỉ thanh toán cho các dịch vụ mà mình sử dụng, không phải trả trước nhiều chi phí. Chúng ta có thể giảm chi phí biến đổi, do đó chúng ta không cần phải dành các cái nguồn lực có giá trị để xây dựng cơ sở hạ tầng tốn kém như là mua máy chủ này, rồi mua thuê mặt bằng, hay là mua các cái giấy phép phần mềm, các cái license, hoặc là bảo trì và vận hành nó. Thì nhanh chóng thích ứng với nhu cầu kinh doanh đang thay đổi và chuyển hướng tập trung vào đổi mới sáng tạo bằng cách là chỉ trả tiền cho những gì mà mình sử dụng miễn là cần thiết. Tất cả các dịch vụ AWS đều có sẵn theo yêu cầu, không cần hợp đồng dài hạn và không phụ thuộc cấp phép phức tạp nào. Các bạn đăng ký và các bạn vào sử dụng, các bạn sử dụng bao nhiêu thì các bạn sẽ trả tiền bấy nhiêu, không có bất kỳ một hợp đồng nào. Thứ hai, đối với một số dịch vụ nhất định như là Amazon Elastic Compute Cloud, tức là EC2 đấy, hay là Amazon AWS, chúng ta có thể đầu tư vào dung lượng đặt trước, tức là chúng ta sẽ trả tiền ít hơn khi mà chúng ta đặt trước. Với những cái phiên bản đặt trước này, chúng ta có thể tiết kiệm tới 75% so với việc mà chúng ta sử dụng theo yêu cầu, tức là on demand. On demand có nghĩa là bật lên và dùng. Còn phiên bản đặt trước này thì chúng ta phải đăng ký sử dụng đặt trước những cái phiên bản này. Thì phiên bản đặt trước có thể tiết kiệm đến 75%, rất là nhiều. Thì phiên bản đặt trước nó có sẵn trong ba tùy chọn. Thứ nhất là phiên bản đặt trước trả trước hoàn toàn, tức là các bạn đặt trước và các bạn trả hết số chi phí. Ví dụ là các bạn thuê EC2 trong vòng 1 năm hoặc là 3 năm thì các bạn sẽ trả tiền hết toàn bộ chi phí luôn. Thứ hai là phiên bản đặt trước trả trước một phần. Thì cái việc trả trước một phần này các bạn có thể trả 30% hay 50% hay 70%, thì tùy tùy cái số lượng tài chính các bạn có. Các bạn có thể trả trước một phần và các phần tiếp theo thì các bạn sẽ trả dần, kiểu như trả góp đấy. Thứ ba thì các bạn không trả trước, các bạn đặt phiên bản đặt trước nhưng bạn không trả trước, định kỳ các bạn trả hàng tháng. Thì khi chúng ta sử dụng, gọi là khi chúng ta đặt khi chúng ta mua các cái phiên bản đặt trước á, thì chúng ta sẽ nhận được chiết khấu lớn hơn, tức là khi các bạn trả trước hoàn toàn thì các bạn sẽ được chiết khấu lớn nhất. Trả trả trước hoàn toàn sẽ được chiết khấu lớn nhất. Trả trước một phần thì cho chiết khấu thấp hơn, nhưng chúng cung cấp cho chúng ta tự chọn là chi tiêu trả trước ít hơn. Cuối cùng thì chúng ta không chọn chi không 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 trả, có nghĩa là không trả trước, tức là chúng ta đăng ký mua phiên bản đặt trước nhưng mà chúng ta không không trả trước mà sẽ trả trong hàng tháng, thì nó sẽ cho chúng ta một cái khoản chiết khấu nhỏ hơn, và chiết khấu này là nhỏ nhất. Và tuy nhiên thì việc này sẽ giúp chúng ta giải phóng một cái nguồn vốn lớn để chúng ta chi tiêu cho các dự án khác, hay là tập trung vào những cái công việc khác mà cần một số vốn lớn. Thì bằng cách sử dụng năng lực các cái phiên bản đặt trước này, thì tổ chức của chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro, hay quản lý ngân sách dễ dễ dự đoán hơn, và tuân thủ các chính sách cũng như yêu cầu cam kết dài hạn. Ngoài ra thì nó cũng cung cấp cũng tiết kiệm rất là đáng kể về cái chi phí, lên đến 75% đó. Thứ ba là chúng ta sẽ trả ít hơn khi sử dụng nhiều hơn. Thì với AWS chúng ta có thể nhận được chiết khấu dựa trên số lượng và nhận các cái khoản tiết kiệm quan trọng khi mức sử dụng của chúng ta tăng lên. Đối với các dịch vụ như là Amazon Simple Storage Service, tức là Amazon S3 đấy, thì đây là một dịch vụ lưu trữ của AWS, thì giá cả của S3 nó được phân cấp, có nghĩa là chúng ta phải trả ít hơn cho mỗi gigabyte khi chúng ta sử dụng nhiều hơn. Thì cái này có cái phần khi các bạn vào dịch vụ S3, các bạn vào mục giá cả, các bạn sẽ thấy cái cách tính giá cả, cách quy định giá cả của AWS. Ngoài ra việc truyền dữ liệu, và tức là khi chúng ta upload dữ liệu lên S3 thì luôn là miễn phí, không mất tiền, không mất tiền tải dữ liệu lên.
Nhiều dịch vụ lưu trữ mang lại chi phí lưu trữ thấp hơn dựa trên nhu cầu của chúng ta. Do đó thì nhu cầu sử dụng AWS của chúng ta tăng lên, chúng ta sẽ được hưởng lợi từ tính kinh tế theo quy mô. Như vậy thì sẽ cho phép chúng ta là tăng cường áp dụng và kiểm soát chi phí. Khi tổ chức của chúng ta ngày càng phát triển, khi công ty ngày càng phát triển thì AWS cũng cung cấp cho chúng ta các cái tùy chọn để có được các cái dịch vụ giúp chúng ta giải quyết các cái nhu cầu kinh doanh khác nhau. Ví dụ như là trong cái danh mục lưu trữ của AWS thì cung cấp rất nhiều các cái tùy chọn lưu trữ khác nhau. Mỗi tùy chọn nó sẽ giúp giảm cái giá thành. Thì tùy vào cái bài toán, tùy vào cái yêu cầu của tổ chức mà tính toán, chúng ta sẽ tính toán sử dụng nhằm tối ưu hóa khoản tiết kiệm cũng như là kết hợp các cái giải pháp lưu trữ phù hợp làm giảm chi phí trong khi vẫn duy trì hiệu suất bảo mật cũng như là cái độ bền của dữ liệu. Thì cụ thể hơn phần này trong qua cái phần storage, module storage chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ phải trả ít hơn khi mà AWS ngày càng phát triển. Thì AWS không ngừng tập trung vào việc giảm chi phí phần cứng của trung tâm dữ liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm mức tiêu thụ điện năng và nói chung là giảm chi phí kinh doanh. Thì những cái tối ưu hóa này á, và tính kinh tế đáng kể thì trong quy mô phát triển của AWS sẽ dẫn đến việc chuyển lại khoản tiết kiệm cho người dùng, cho các khách hàng. Dưới dạng là giá nó sẽ giảm, giá thấp hơn. Thì theo thống kê thì kể từ năm 2006, AWS đã giảm giá 75 lần. Cái số liệu này tính đến tháng 9 năm 2019. Một cái giá rất là nhiều. Một lợi ích khác của tăng trưởng của khi mà AWS ngày càng phát triển đó là tài nguyên có hiệu suất cao hơn. Tức là AWS sẽ sử dụng các cái phần cứng có cái tốc độ tốt hơn, cao hơn hay là những cái phần cứng tối tân nhất. Thì trong tương những cái phần trong tương những phần cứng mới trong tương lai nó sẽ thay thế các cái tài nguyên mà chúng ta sử dụng hiện tại. Nhưng mà giá nó sẽ không không có tăng thêm, chúng ta không phải trả phí. Như vậy là chúng ta sẽ được hưởng lợi trong việc sử dụng những cái phần cứng tốt hơn. Thì AWS biết rằng mỗi khách hàng, mỗi cá nhân hay tổ chức, công ty sẽ có những cái nhu cầu khác nhau trong việc sử dụng điện toán đám mây. Thì do vậy nếu không có cái mô hình định giá AWS nào phù hợp với dự án thì định giá tùy chỉnh, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái mô hình tùy tùy chỉnh tùy chọn này có sẵn cho các dự án với cái khối lượng công việc lớn và các yêu cầu riêng. AWS sẽ có những cái custom này. Thì để giúp khách hàng, các cái cá nhân hay là những cái bạn sinh viên cũng như các khách hàng mới bắt đầu sử dụng AWS, sử dụng cái điện toán đám mây trên AWS thì AWS cung cấp sử dụng miễn phí, tức là cái bậc miễn phí free trial cho phép khách hàng mới trong sử dụng các cái dịch vụ AWS trong tối đa 1 năm. Chúng ta sẽ được 1 năm sử dụng miễn phí AWS. Tuy nhiên thì bậc miễn phí của AWS nó chỉ áp dụng cho một số dịch vụ và tùy chọn nhất định. Đó, nó sẽ áp dụng cho một số tùy chọn và dịch vụ nhất định thôi. Nếu chúng ta là khách hàng mới thì chúng ta sẽ có thể chạy các cái phiên bản EC2 trong vòng 1 năm hoặc là sử dụng S3 hay là EBS cũng như bộ cân bằng tải. Thì chi tiết về bộ về về free trial bạn có thể lên Google và bạn vào trang chủ của AWS chúng ta có thể tham khảo. Còn được một chút. Đây thì đây là bậc miễn phí của AWS. Thì ở đây dưới này trong bậc miễn phí này đây là cái giới hạn mà bậc miễn phí cho phép chúng ta sử dụng trong vòng 1 năm. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ thấy bậc miễn phí cho phép chúng ta sử dụng 12 tháng miễn phí EC2 trong vòng 750 giờ mỗi tháng.
Thì chúng ta cứ chia ra phiên bản ở đây là phiên bản T2 micro nha, T2 micro. Thì các bạn chia ra 750 giờ một tháng, một tháng thì có khoảng cho là 31 ngày đi, 31 ngày nhân với 24 giờ thì cũng không tới 750 giờ đâu, có nghĩa là gần như là miễn phí trong vòng một năm luôn đó. Ngoài ra chúng ta sẽ có miễn phí 5 GB lưu trữ trên S3. Với 5 GB dung lượng lưu trữ này chúng ta có 20.000 yêu cầu get và 20.000 yêu cầu put, xin lỗi, 2.000 yêu cầu put miễn phí. Rồi chúng ta sẽ sử dụng được cơ sở dữ liệu ADS miễn phí. Đây thì tất cả các cái thông số về các dịch vụ miễn phí trong của free time nó sẽ hiển thị ở đây, các bạn có thể tìm hiểu ở đây. Và các bạn lưu ý rằng đây là những miễn phí thôi, ví dụ ở đây Lambda miễn phí 1 triệu yêu cầu một tháng, mỗi tháng. Nếu như các bạn sử dụng vượt quá cái số lượng miễn phí này thì Amazon sẽ, AWS sẽ tính tiền. Các bạn nhớ nha, nếu như các bạn sử dụng vượt quá cái thông số miễn phí này thì AWS sẽ tính tiền. Thì việc đăng ký tài khoản trên AWS rất đơn giản, các bạn vào tạo tài khoản miễn phí thôi. Rồi ở đây các bạn sẽ sử dụng đăng ký email, nhập email mật khẩu vào. Việc đăng ký nó khá là đơn giản và các bạn sẽ làm theo các bước ở trên này. Tuy nhiên thì để tránh cái trường hợp mà nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng cái gói free time này để đăng ký hàng loạt tài khoản thì AWS bắt buộc sử dụng các xác thực các cái email đăng ký. Thứ nhất, cái thứ hai là AWS bắt buộc chúng ta phải sử dụng Mastercard hoặc credit card để đăng ký. Và khi đăng ký xong, AWS sẽ trừ trong tài khoản của chúng ta $1, tức là khoảng 22 đến 23 ngàn đó. Thì số tiền này sẽ được nhằm để xác thực tài khoản thôi, xác thực cái credit card hoặc là Mastercard. Số tiền này sẽ được trả lại cho tài khoản của bạn sau khi mà đăng ký thành công, để đảm bảo là không bị dạng như là lợi dụng hoặc là spam tài khoản, đăng ký hàng loạt tài khoản. Thì các bạn có thể đăng ký rất là dễ dàng thôi. Chúng ta có thể, các bạn nào có Mastercard hay credit card thì có thể đăng ký ngay. Nhớ là sử dụng tài khoản chính chủ nha. Ngoài ra thì AWS sẽ cung cấp cho chúng ta những cái dịch vụ mà gọi là miễn phí hoàn toàn. Miễn phí hoàn toàn ở đây có nghĩa là các bạn sử dụng các cái dịch vụ này và không phải tính phí, không mất phí, cho dù là tài khoản có miễn free time hay là tài khoản không free time thì những cái dịch vụ này sẽ không tính phí. Những dịch vụ này bao gồm là Amazon PPC. PPC thì nó là một cái đám tạo một cái đám mây riêng ảo, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Thứ hai là AWS IAM đấy, cái IAM là dùng để kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào các dịch vụ tại nguyên AWS. Ngoài ra còn có Elastic Beanstalk, đây là một cái triển khai nhanh chóng các cái ứng dụng trên đám mây AWS một cách tự động. Rồi CloudFormation là nó sẽ triển khai cái tài nguyên một cách tự động. Automatic Scaling là sẽ tự động thêm hoặc xóa tài nguyên theo các điều kiện chúng ta xác định. Thì ba cái những cái dịch vụ mà những cái dịch vụ mà có dấu sao sao ở đây là những dịch vụ sử dụng miễn phí, nhưng mà nó sẽ liên quan đến việc là nó sẽ khởi tạo các cái tài nguyên khác trong AWS, và khi khởi tạo các tài nguyên khác thì bạn sẽ phải trả tiền cho những cái tài nguyên mà khởi tạo đó. Dịch vụ này là miễn phí nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc tạo các tài nguyên khác, ví dụ như EC2 hay là S3 chẳng hạn, nó sẽ gọi tới và nó tạo những cái tài nguyên này. Thì khi tạo những cái tài nguyên này thì những AWS sẽ tính tiền cho những cái tài nguyên này, còn cái này là miễn phí. Đó, thì các bạn lưu ý cái vấn đề này để chúng ta có thể sử dụng cho nó phù hợp. Rồi như vậy trong cái section 1 này thì các bạn chú ý rằng là mặc dù là AWS có rất nhiều cái dịch vụ và số lượng nó ngày càng tăng lên, nhưng triết lý định giá của AWS nó vẫn không thay đổi. Chúng ta sẽ phải trả cho những gì mà chúng ta sử dụng, và chúng ta có thể bắt đầu hoặc ngừng sử dụng bất kỳ một dịch vụ nào của AWS vào bất kỳ thời điểm nào, không cần hợp đồng dài hạn.
Đó. Rồi AWS sẽ có những cái dịch vụ miễn phí như lúc nãy chúng ta tìm hiểu. Rồi bất kỳ dịch vụ nào trên AWS đều có cái bảng giá được gọi là công khai, và trước khi sử dụng các dịch vụ các bạn nên vào cái mục giá cả để các bạn tìm hiểu cái cách định giá của cái dịch vụ đó, để sao cho chúng ta sử dụng cái dịch vụ mà không mất tiền một cách không mất tiền oan đấy. Rồi chúng ta qua section thứ hai là liên quan đến tổng chi phí sở hữu, thì trong section này sẽ phân tích về cơ sở hạ tầng tại chỗ và điện toán đám mây AWS Cloud. Thì cơ sở hạ tầng tại chỗ on-premise thì so với đám mây, đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều doanh nghiệp đặt ra, rất nhiều công ty và doanh nghiệp đặt ra, thì sự khác biệt giữa hai cái tùy chọn này đó là cách mà chúng được triển khai. Thì cơ sở hạ tầng tại chỗ luôn được cài đặt cục bộ trên các máy tính và máy chủ của cái chính cái công ty hoặc cái tổ chức đó. Có một số chi phí cố định còn được gọi là chi phí vốn có liên quan đến cơ sở hạ tầng truyền thống. Thì chi phí vốn bao gồm cơ sở vật chất, phần cứng, giấy phép, rồi nhân viên hoặc vận hành và bảo trì. Mở rộng quy mô có thể tốn kém và mất thời gian, giảm quy mô không không làm giảm chi phí cố định. Còn cơ sở hạ tầng đám mây thì được mua từ một nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì cơ sở vật chất, phần cứng và nhân viên bảo trì. Một khách hàng trả tiền cho những gì mà khách hàng đó sử dụng. Mở rộng quy mô lên hoặc xuống rất đơn giản, chi phí rất dễ ước tính vì chúng phụ thuộc vào việc khách hàng sử dụng dịch vụ. Rất khó để so sánh với cái mô hình phân phối công nghệ thông tin cơ sở đám mây, cơ xin lỗi em, phân phối về cơ sở hạ tầng tại chỗ hay là trên đám mây AWS. Cái này khác nhau bởi vì chúng sử dụng các cái khái niệm và các cái thuật ngữ khác nhau. Sử dụng những cái cơ sở hạ tầng tại chỗ bao gồm nó là một cái cuộc thảo luận dựa trên cái chi tiêu vốn này, chu kỳ lập kế hoạch dài hạn hay là nhiều thành phần để mua, xây dựng, quản lý và làm mới tài nguyên theo thời gian. Còn đám mây AWS nó là về tính linh hoạt, nhanh nhẹn và chi phí dựa trên mức tiêu thụ. Do vậy thì làm thế nào chúng ta có thể xác định được lựa chọn nào là tốt? Thì chúng ta có thể xác định tùy chọn tốt nhất bằng cách so sánh về tài chính là cách tốt nhất, đó là giải so của giải pháp tại chỗ và giải pháp đám mây. Chúng ta sẽ tiến hành so sánh về vấn đề tài chính. Thì tổng chi phí sở hữu hay viết tắt là TCO, Total Cost of Ownership, thì TCO này là một ước tính tài chính nhằm giúp người mua và chủ sở hữu xác định chi phí trực tiếp và gián tiếp của một sản phẩm hoặc hệ thống. TCO bao gồm chi phí của một dịch vụ cộng với tất cả các chi phí liên quan đến việc sở hữu dịch vụ. Thì chúng ta có thể muốn so sánh chi phí chạy toàn bộ môi trường cơ sở hạ tầng cho một khối lượng công việc cụ thể trong cơ sở hạ tầng tại chỗ với cùng một khối lượng công việc chạy trên cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây. Chúng ta thêm so sánh giữa hai cái khối lượng công việc này. So sánh này được thực hiện cho mục đích là lập ngân sách hoặc để xây dựng một cái trường hợp kinh doanh cho các quyết định kinh doanh về giải pháp triển khai tư. Thì một số chi phí liên quan đến quản lý trung tâm dữ liệu bao gồm đó là như là chi phí máy chủ cho cả phần cứng và phần mềm, chi phí cơ sở vật chất để chứa thiết bị hay là thuê mặt bằng, xây dựng các cái nhà chẳng hạn, rồi chi phí lưu trữ cho phần cứng, quản trị và cơ sở vật chất, chi phí mạng cho phần cứng, quản trị và cơ sở vật chất, chi phí lao động công nghệ thông tin được yêu cầu để quản trị toàn bộ giải pháp. Thì khi chúng ta so sánh giải pháp tại chỗ với giải pháp đám mây thì điều quan trọng là phải đánh giá chính xác chi phí thực của cả hai tùy chọn một cách khách quan. Thì với đám mây hầu hết các chi phí đều được tính toán trước và sẵn sàng. Ví dụ như là AWS thì đã đưa ra các cái gọi cái giá thành một cách công khai và minh bạch trên trang chủ của AWS. Chúng ta sẽ được dịch vụ nào chúng ta sẽ vào và xem cái giá cả. Khách hàng có được sự chắc chắn về giá cả và sau đó có thể dễ dàng tính toán chi phí dựa trên một số ước tính số lượng sử dụng khác nhau mà người đó ước tính.
Thì so sánh cái quy trình tính toán giá trên đám mây với cái quy trình tại chỗ thì mặc dù chúng đôi khi khó xác định, nhưng việc tính toán chi phí phải tính đến tất cả, có nghĩa là ở ở cơ sở hạ tầng tại chỗ chúng ta phải tính toán đến cả chi phí trực tiếp đi kèm với việc chạy một máy chủ này, như điện năng rồi mặt bằng bộ nhớ rồi các hoạt động vận hành để quản lý các cái tài nguyên đó, rồi chi phí gián tiếp như việc chi phí gián tiếp của việc chạy một cái máy chủ như như mạng cơ sở hạ tầng lưu trữ. Thì các bạn trên đây là một cái sơ đồ chúng ta có thể thấy được là tùy thuộc vào giải pháp chúng ta đang triển khai thì chi phí phần mềm có thể bao gồm chi phí cơ sở dữ liệu rồi quản lý chi phí các cái cấp trung gian khác, chi phí cơ sở vật chất có thể bao gồm nâng cấp bảo trì an ninh tòa nhà rồi là thuế, chi phí nhân công cho công nghệ thông tin có thể bao gồm chi phí quản trị bảo mật và quản rồi bảo bảo trì. Đây thì sơ đồ này nó là một cái minh chứng cho các cái chi phí liên quan đến bảo trì một cái trung tâm dữ liệu, nó rất là nhiều 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 thứ. Rồi thì đây là một cái ví dụ so sánh chi phí của cơ sở hạ tầng tại chỗ và đám mây AWS. Thì ví dụ này trong ví dụ này chúng ta sẽ so sánh trong vòng 3 năm này. Để so sánh này thì hai môi trường chúng ta thiết lập phải tương tự nhau, không bao gồm chi phí trực tiếp và gián tiếp bổ sung liên quan đến giải pháp tại chỗ, có nghĩa chúng ta bỏ qua hết, chúng ta sẽ lấy những cái chi phí mang tính tương xứng giữa hai bên. Thì các cái thành phần của cái giải pháp này bao gồm, thứ nhất đó là chúng ta sẽ có một cái máy chủ, một cái máy ảo với 4 CPU, 16 GB RAM và chạy hệ điều hành Linux và trung bình cũng sử dụng 100% công suất đó, và được tối ưu bởi RAM. Còn các cái thành phần của AWS cho cái máy chủ này nó sẽ là một một cái phiên bản M4X Lite với 4 CPU và 16 GB RAM. Chúng ta thấy tương đồng với bên on-premise. Cái phiên bản này chúng ta sẽ sử dụng đó là đặt trước, phiên bản đặt trước. Chúng ta đặt trước và chúng ta trả trước, trả tiền trước. Thì chúng ta thấy là trong vòng 3 năm thì cơ sở hạ tầng tại chỗ tốn đến 167 chúng ta tốn đến 167.422 đô la, trong khi AWS chỉ tốn 7.500 đô la. Các bạn thấy là chúng ta tiết kiệm đến 96%, sử dụng đám mây tiết kiệm đến 96% so với giải pháp cơ sở tầng tại chỗ. Một số tiền rất là nhiều đấy. Và chúng ta sẽ hãy nhớ rằng là giải pháp tại chỗ này chúng ta sẽ dự báo được và nó vẫn tiếp tục phát sinh chi phí, cho dù những cái dung lượng chúng ta đã được sử dụng nhưng mà nó vẫn tiếp tục phát sinh chi phí. Ngược lại thì giải pháp AWS được vận hành khi cần thiết và ngừng hoạt động khi tài nguyên không còn được sử dụng, dẫn đến chi phí tổng thể thấp hơn. Có nghĩa là khi mà chúng ta không sử dụng thì chi phí nó sẽ chúng ta chỉ việc tắt đi thôi, tắt đi và khi nào sử dụng nào nào sử dụng lại chúng ta bật lên. Thì đó là một cái so sánh, một cái ví dụ để chúng ta thấy được là những cái lợi thế về giá cả mà AWS hay là điện toán đám mây mang lại. Ngoài ra thì AWS còn cung cấp một công cụ gọi là AWS Pricing Calculator để giúp chúng ta ước tính hóa đơn AWS hàng tháng. Chúng ta có thể sử dụng công cụ này để khám phá các cái dịch vụ AWS và tạo ước tính chi phí cho các cái trường hợp sử dụng của mình trên AWS. Chúng ta còn có thể lập cái mô hình các cái giải pháp của mình trước khi xây dựng chúng và khám phá các cái điểm giá cũng như tính toán rồi ước tính so với những cái ước tính của chúng ta, đồng thời tìm các cái phiên bản có sẵn và các cái điều khoản hợp đồng đáp ứng cái nhu cầu. Điều này cho phép chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt về việc sử dụng AWS. Thì AWS Pricing Calculator này
giúp chúng ta là ước tính chi phí hàng tháng này cho các dịch vụ AWS, xác định các cái cơ hội để giảm chi phí, lập mô hình các giải pháp của chúng ta trước khi xây dựng chúng, khám phá các cái điểm giá và tính toán đằng sau những cái ước tính của chúng ta, tìm các cái loại phiên bản có sẵn các điều khoản hợp đồng đáp ứng nhu cầu. Thì AWS Pricing Calculator cho phép chúng ta đặt tên những cái ước tính của mình, những estimate của mình và tạo ra chúng, cũng như đặt tên cho các nhóm dịch vụ. Chúng ta có thể tạo các cái nhóm khác nhau. Nhóm là một cái vùng chứa mà chúng ta thêm các dịch vụ vào đó rồi sắp xếp và xây dựng ước tính của mình. Thì những cái ước tính này có thể giúp chúng ta phục vụ chúng ta, ví dụ như báo cáo này, hay là xây dựng các cái kế hoạch đầu tư rồi xây dựng các cái kế hoạch phát triển ứng dụng chẳng hạn. Thì đây là một cái ví dụ minh họa về một cái AWS Pricing Calculator. Thì tổng số tiền ở đây chúng ta sẽ có tổng số tiền trong 12 tháng này, tổng số tiền ước tính cho cái nhóm hiện tại chúng ta đang tiến hành, rồi tất cả các dịch vụ trong nhóm đó như thế nào, nó kết hợp ước tính trả trước cũng như ước tính hàng tháng. Total upfront thì là tổng số tiền trả trước của chúng ta, thì số tiền chúng ta ước tính sẽ trả trước khi thiết lập khi thiết lập một cái stack AWS của mình, khi triển khai AWS. Cuối cùng là total monthly, đó là số tiền chúng ta ước tính sẽ chi tiêu hàng tháng trong khi chúng ta sẽ chạy một cái stack AWS. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái AWS Price Calculator này nó như thế nào. Rồi chúng ta sẽ Price. Calculator.aws. Thì chúng ta có thể vào đây. Đây là công cụ AWS Price Calculator. Chúng ta chọn Gray Estimate chẳng hạn. Rồi thì ở đây nó sẽ hiện ra các cái nhóm dịch vụ cho chúng ta. Chúng ta sẽ thích nhóm dịch vụ, chúng ta sử dụng nhóm dịch vụ nào, chúng ta có thể vào search, ví dụ chúng ta chọn EC2 chẳng hạn. Rồi chúng ta chọn config. Rồi vào đây chúng ta sẽ tiến hành chọn các cái phiên bản cũng như mà chúng ta muốn sử dụng và xem giá cả là bao nhiêu. Giả sử ở đây chúng ta sẽ chọn Pacific đi, ở đây chúng ta sẽ chọn Singapore đi, chúng ta hay sử dụng Singapore. Rồi chúng ta đặt Quick Estimate đi. Hệ điều hành Linux chúng ta sẽ chạy ví dụ một CPU như loại 4 CPU 16GB RAM requirement. Cái này thì requirement thì cái này là ECU, không cần thiết lắm. Rồi it large, bây giờ chúng ta chạy một thôi, 100% công suất hoạt động. Rồi dưới này chúng ta sẽ có lựa chọn các cái phiên bản on demand này, là chúng ta sẽ gọi là dùng bao nhiêu trả bao nhiêu này theo yêu cầu. Đây sau calculator chúng ta thấy là một tháng chúng ta sẽ tốn $123 cho cái on demand. Rồi giả sử chúng ta chọn saving plan đi, lúc này chúng ta và trả trước một phần trong 3 năm. Các bạn thấy là gì? Thì trong 3 năm chúng ta trả trước một phần. Trả trước một phần đi. Chúng ta sẽ thấy là đây ở đây người ta sẽ có các cái tính toán của chúng ta. Thì tính được rằng trong một tháng chúng ta chỉ phải trả $24. Còn trả trước hoàn toàn. Trả trước hoàn toàn thì chúng ta sẽ mất $1,600 trong vòng 3 năm. Thì một tháng sẽ là bao nhiêu, chia cho 36 đúng không? 1647. 47 chia 36 45 đô. Ở đây là saving đúng không? Saving chứ. Đây này, nó sẽ mất mà $1,752 chứ, như vậy nó sẽ nhiều hơn chứ.
trả trước một phần nó sẽ phải trả nhiều hơn. Xin lỗi các bạn, lúc này là saving thôi. Một tháng saving được 24 đô à? Đó, thì ở đây cái công cụ này sẽ giúp chúng ta là mà ước lượng được cái giá cả chúng ta sử dụng cho cái dịch vụ đó theo nhu cầu của mình. Ở đây còn có cái config thêm là bộ nhớ lưu trữ nữa. Sử dụng nó rất là dễ dàng thôi, các bạn cứ vào và nó sẽ tính toán dịch vụ và nó sẽ đưa ra những cái thông số ước lượng giá tiền cho chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái quan tâm đến những cái lợi ích bổ sung. Thì chúng ta sẽ có hard benefit, tức là những cái lợi ích cứng và những cái soft, những lợi ích mềm khác. Thì hard benefit bao gồm giảm chi tiêu cho máy tính, lưu trữ, mạng và bảo mật. Chúng cũng bao gồm việc mua phần cứng và phần mềm, giảm chi phí vận hành, dự phòng và khắc phục hậu quả thiên tai, cũng như cắt giảm những cái nhân sự vận hành. Tổng chi phí sở hữu trên đám mây sẽ xác định số tiền sẽ được chi cho công nghệ sau khi áp dụng hoặc chi phí để chạy giải pháp. Thông thường thì một cái phân tích TCO sẽ xem xét cơ sở hạ tầng hiện tại và so sánh nó với chi phí của trạng thái cơ sở hạ tầng hiện có trong đám mây. Mặc dù sự khác biệt này có thể dễ dàng tính toán, nhưng nó có thể chỉ cung cấp một cái nhìn hẹp thôi về tổng thể tác động tài chính của việc chuyển sang đám mây. Có nghĩa là nó sẽ có những cái lợi thế rất là lớn, tuy nhiên TCO nó chỉ cung cấp một cái nhìn hẹp thôi. Và chúng ta không phải nhìn vào cái tài chính đó mà chúng ta có thể quyết định được là sẽ phải chuyển cơ sở tầng tại chỗ lên đám mây hoàn toàn. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có phân tích lợi tức đầu tư, tức là Return on Investment. ROI có thể được sử dụng để xác định giá trị được tạo ra trong khi cân nhắc chi tiêu tiết kiệm. Phân tích này bắt đầu bằng cách xác định những cái lợi ích khó khăn về giảm chi phí trực tiếp và có thể nhìn thấy và cải thiện hiệu quả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái soft saving, là những cái tiết kiệm mềm, là những cái điểm giá trị khó định lượng chính xác nhưng chúng có thể có giá trị hơn tiết kiệm những cái lợi ích cứng. Điều này quan trọng là chúng ta phải hiểu cả cái lợi ích cứng và mềm, hiểu được giá trị đầy đủ của đám mây. Nói chung thì vấn đề này, những bạn nào có cái kiến thức về kinh tế tài chính thì sẽ có những cái phân tích chuẩn xác hơn. Thì trong cái module này nó đã có một cái ví dụ liên quan đến một cái công ty gọi là công ty Delaware North. Thì công ty này nó có nguồn gốc từ năm 1915, do như một nhà cung cấp nhượng quyền đậu phộng và bỏng ngô. Thì ngày nay nó là một công ty thực phẩm và khách sạn lớn. Thì công ty này là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành thực phẩm, dịch vụ và khách sạn. Thì cái ví dụ này nó sẽ phân tích cái cách thức mà cái công ty này chuyển từ giải pháp cơ sở tầng tại chỗ lên đám mây AWS. Thì cái ví dụ này các bạn có thể về nhà tham khảo ở trong LMS để chúng ta hiểu hơn về cách cái công ty này chuyển đổi lên. Thì sau khi mà công ty này chuyển đổi lên, tức là khoảng 6 tháng đấy, chuyển đổi lên đám mây, thì công ty này đã nhận ra được những lợi ích ngoài việc hợp nhất trung tâm dữ liệu hay là tuân thủ bảo mật hiệu quả về chi phí, cải thiện khả năng khắc phục thảm họa cũng như thời gian triển khai nhanh hơn cho các dịch vụ mới. Nói chung thì vừa tiết kiệm chi phí mà giải pháp đưa lên đám mây nó lại mang lại rất là nhiều lợi thế, rất nhiều lợi ích cho công ty. Thì cái section này là sẽ đảm cho chúng ta biết được là những cái lợi thế, những cái lợi ích về giá mà đám mây mang lại so với cơ sở tầng tại chỗ. Chúng ta tiếp tục mà module này ở section thứ ba, đó là tìm hiểu về AWS Organization. Thì AWS Organization nó là một cái dịch vụ quản lý tài khoản miễn phí, cho phép chúng ta hợp nhất nhiều tài khoản AWS thành một tổ chức do chúng ta tạo và quản lý tập trung. AWS Organization bao gồm các cái khả năng quản lý tài khoản và
thanh toán tổng hợp, tức tổng hợp thanh toán, giúp chúng ta đáp ứng tốt hơn các cái nhu cầu về ngân sách, bảo mật và tuân thủ. Các cái lợi ích chính của AWS Organization đó là, thứ nhất là chính sách truy cập được quản lý tập trung trên nhiều tài khoản AWS, quyền truy cập có kiểm soát vào các dịch vụ AWS, tạo và quản lý tài khoản AWS tự động, thanh toán tổng hợp trên nhiều tài khoản AWS. Thì các bạn cứ hiểu rằng AWS Organization này nó như một cái tổ chức. Trong AWS Organization này nó sẽ có những cái phòng ban, trong một tổ chức thì sẽ có những cái phòng ban, mỗi phòng ban sẽ có những cái cá nhân, những cái nhân viên làm việc. Thì dựa trên những cái thực tế như vậy thì AWS Organization nó ra đời, và cái kiến trúc của AWS Organization nó sẽ như sau. Thì ở trên đây các bạn có thể thấy được rằng đây là một cái sơ đồ về một cái organization, một cái tổ chức cơ bản. Trong cái tổ chức này sẽ có một cái gọi là cái gốc, cái root, và ngoài trong organization có 7 tài khoản, chúng ta đến có 7 tài khoản. 1 2 3 4 5 6 7 tài khoản. Tổ chức này có 7 tài khoản. Chúng ta coi nó như là bạn nhân viên đi. Và chúng ta sẽ có 4 organization unit, tức là 4 cái đơn vị tổ chức. Hay chúng ta hay gọi là 4 cái phòng đi, phòng ban nào đó, OU này. Đó. Thì đơn vị tổ chức, tức là OU này, nó là một cái vùng chứa một hay là một cái phòng đi cho các cái tài khoản trong trong cái root của chúng ta, trong cái root này. Thì mỗi OU này nó sẽ là chứa một cái phòng, một cái vùng chứa các cái tài khoản. Và một cái đơn vị tổ chức này cũng có thể chứa một cái tổ chức khác, tức là trong OU này có thể có các OU khác trong đó, ví dụ ở đây. Thì cấu trúc này cho phép chúng ta tạo một cấu trúc phân cấp trông giống như một cái cây. Các bạn thấy chúng ta, các bạn học công nghệ thông tin ở những cái môn cơ bản chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc cây, thì nó cũng giống như một cái cây vậy đó. Và cái cây này nó lộn ngược, tức là cái gốc nó ở phía lên phía trên. Góc ở lên phía trên, các nhánh bao gồm các cái tổ chức, các cái OU, và các cái nút ở bên ngoài nó sẽ là các cái tài khoản. Các nút bên ngoài chúng ta gọi là các cái lá đó, như trong cây gọi là lá, thì nó sẽ là các cái tài khoản. Khi chúng ta đính kèm một chính sách vào một trong các nút trong hệ thống phân cấp, tức là chúng ta có các policy này, khi chúng ta đính kèm vào thì các cái policy này nó sẽ đi xuống và ảnh hưởng đến tất cả các nhánh và lá tổ chức. Ví dụ này, có một số chính sách được đính kèm với một số đơn vị tổ chức hoặc gắn trực tiếp vào tài khoản. Các bạn thấy các cái policy này nó sẽ gắn được, có thể gắn vào các OU, hoặc nó sẽ gắn trực tiếp vào các AWS Cloud, AWS Account, các cái tài khoản. Các OU này có thể chỉ có một tổ chức tra trực tiếp. Mỗi tài khoản có thể là thành viên của chính xác một cái đơn vị tổ chức thôi, tức là một người chỉ được làm việc trong một phòng thôi, một phòng ban thôi. Tài khoản là các tài khoản AWS tiêu chuẩn có chứa các tài nguyên AWS. Chúng ta có thể đính kèm các chính sách vào tài khoản để chỉ áp dụng các biện pháp kiểm soát cho một tài khoản. Thì AWS Organization sẽ cho phép chúng ta tạo chính sách kiểm soát dịch vụ Service Control Policy, SCP, kiểm soát tập trung các dịch vụ AWS trên nhiều tài khoản AWS, tạo nhóm tài khoản và sau đó đính kèm các chính sách vào một nhóm để đảm bảo rằng các chính sách chính xác được áp dụng trên các tài khoản. Đơn giản hóa việc quản lý tài khoản bằng cách sử dụng các cái giao diện lập trình ứng dụng, tức là các API, để lập tự động hóa việc tạo và quản lý các tài khoản AWS mới. Đơn giản hóa quy trình thanh toán bằng cách thiết lập một phương thức thanh toán duy nhất cho tất cả các tài khoản AWS trong tổ chức của chúng ta. Tức là mỗi tài khoản AWS sẽ sử dụng một số lượng tài nguyên khác nhau. Thì vào cuối mỗi tháng, AWS Organization sẽ tổng hợp tất cả các cái tài nguyên sử dụng đó là thành một cái duy nhất, một cái tài khoản thanh toán thôi, một cái thanh toán tổng hợp. Và chúng ta có thể xem tổng hợp các khoản phí mà tất cả các tài khoản đã sử dụng,
và chúng ta có thể tận dụng các lợi ích về giá từ việc sử dụng cái tổng hợp này. Thanh toán tổng hợp cung cấp một vị trí trung tâm để quản lý thanh toán trên tất cả các tài khoản AWS của chúng ta và khả năng hưởng lợi từ chiết khấu số lượng lớn. Thì như lúc nãy chúng ta phân tích về cái định giá của AWS đấy, chúng ta sử dụng càng nhiều thì chúng ta trả càng ít. Thì AWS Organization này nó khi mà tổng hợp giá cả, nó tổng hợp thanh toán, nó sẽ mang lại cái lợi ích như vậy. Vì nếu như chúng ta thanh toán trên từng tài khoản AWS thì mỗi tài khoản AWS nó sẽ sử dụng ít. Ví dụ như tài khoản A sử dụng một đi, tài khoản B sử dụng một và tài khoản khác sử dụng một đi, ba tài khoản này sẽ trả cho ví dụ 1 GB, 1 GB dữ liệu và 1 GB có giá khoảng ví dụ chúng ta 1.000 chẳng hạn, giả sử vậy. Chúng ta giả sử vậy thì ba tài khoản này chúng ta mất 3.000. Thì bằng cách tổng hợp tài khoản thì AWS Organization sẽ tổng hợp ba tài khoản lại. Chúng ta sẽ mất 3 GB và chúng ta trả tiền cho 3 GB này. Thì giả sử AWS sẽ có chính sách đó là nếu như các bạn sử dụng 3 GB thì mỗi GB các bạn sẽ chỉ phải trả 900 đồng thôi cho 1 GB thôi. Như vậy là 3 GB chúng ta sẽ chỉ mất là 2.700 đồng. Như vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm 300 đồng. Đó thì cái tổng hợp thanh toán nó có cái lợi ích như vậy. Giúp chúng ta tiết kiệm được một khoản chiết khấu rất là lớn. Thì đây là một cái ví dụ đơn giản để hiểu thôi. Còn các bạn muốn mà tính chính xác rõ ràng hơn thì các bạn sử dụng các công cụ tính toán nhưng mà chúng ta vừa mới demo đó. Thì AWS Organization nó sẽ không thay thế việc liên kết các chính sách của IAM, tức là AWS Identity and Access Management với các cái view hay group, các cái tài khoản hay nhóm hay là các cái vai trò, các cái role. Thì với IAM Policy chúng ta có thể cho phép hoặc từ chối quyền truy cập vào các dịch vụ AWS chẳng hạn như Amazon S3, các tài nguyên AWS đơn lẻ như là các cái bucket trong S3 hoặc và IAM Policy có thể áp dụng cho IAM View, IAM Group hay IAM Role và nó không bao giờ có thể hạn chế được là cái tài khoản gốc của chúng ta, tức là account root, root view. Ngược lại thì với organization chúng ta sử dụng service control policy, tức là SCP để cho phép hoặc từ chối quyền truy cập vào các dịch vụ AWS cụ thể cho các tài khoản AWS cá nhân hoặc cho các nhóm tài khoản trong một cái đơn vị tổ chức OU. Các hành động được chỉ định từ SCP được đính kèm ảnh hưởng đến tất cả các IAM view, group hoặc là và role cho những cái tài khoản đó, bao gồm cả tài khoản gốc. Thì đây là những cái điểm khác nhau của SCP và IAM Policy. Thì phần này các bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn ở phần ở cái module module IAM. Rồi thì đây là một cái quy trình đơn giản để các bạn khi mà chúng ta thiết lập setup một cái organization. Thì đầu tiên chúng ta đăng nhập vào tài khoản là có quyền là quản trị viên. Bước 1 thì chúng ta tạo tổ chức với tài khoản AWS hiện tại là tài khoản chính, tức là tài khoản root đó, tài khoản tạo. Chúng ta cũng có thể mời các cái tài khoản AWS tham gia tổ chức của mình cũng như là tạo tài khoản khác, tài khoản mới khác làm thành viên. Bước 2, chúng ta tạo các cái đơn vị tổ chức, các organizational units, các OU và đặt các cái tài khoản thành viên vào các cái đơn vị tổ chức đó. Bước 3 chúng ta sẽ tạo các service control policy, các cái chính sách kiểm soát dịch vụ cho phép chúng ta áp dụng các cái hạn chế đối với những cái hành động hay những có thể được ủy quyền cho người dùng và các cái vai trò trong tài khoản thành viên. Chính sách kiểm soát dịch vụ là một loại chính sách kiểm soát của tổ chức. Bước 4 chúng ta sẽ kiểm tra các chính sách của tổ chức thì đăng nhập với tư cách là người dùng cho từng vai trò và xem xét các chính sách kiểm soát dịch vụ tác động như thế nào đến quyền truy cập. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng chương trình mô phỏng chính sách IAM để kiểm tra và khắc phục sự cố IAM và các nhóm chính sách dựa trên tài nguyên được gắn với người dùng IAM, nhóm hoặc là vai trò trong tài khoản AWS của chúng ta. Thì đây là 4 cái bước khi mà chúng ta tiến hành setup một cái organization.
Thì Advanced Organization cũng có những cái hạn chế hay những cái quy định, cái quy tắc khi mà sử dụng, như là về đặt tên, tên chúng ta là không vượt quá 250 ký tự chẳng hạn, và phải đặt là Unicode. Rồi ngoài ra thì nó sẽ có một số cái giới hạn nhất định khi sử dụng, ví dụ max ở đây có maximum và minimum value, thì các bạn có thể tham khảo cái này ở trên document của AWS liên quan đến AWS Organization có đầy đủ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ truy cập AWS Organization như thế nào. Thì việc truy cập AWS Organization rất là đơn giản thôi. Chúng ta có bốn cách để truy cập. Thứ nhất là sử dụng AWS Management Console, tức là cái giao diện web. Chúng ta sử dụng giao diện web trực quan. Thứ hai là sử dụng command line interface, tức là sử dụng terminal hoặc là PowerShell hay một cái trình command line interface nào đó để tương tác với AWS Organization. Thứ ba, chúng ta sử dụng có thể sử dụng là software development kit, tức là các SDK. Các SDK này có trong các cái ngôn ngữ lập trình như là Java, Python, Ruby, .NET, iOS và Android để hỗ trợ, và chúng ta có thể sử dụng các cái ngôn ngữ lập trình này để lập trình tương tác với AWS Organization. Thứ tư, chúng ta sẽ có thể sử dụng các cái query HTTPS, sử dụng API, thì theo các cái quy định, theo cái chuẩn API do AWS quy định để chúng ta có thể query đấy. Thì đây là những cách chúng ta truy cập vào AWS Organization. Thì đó là những cái thông tin, những cái kiến thức về AWS Organization. Chúng ta sẽ qua section thứ tư, đó là section về quản lý chi phí và lập hóa đơn. Thì AWS cung cấp cho chúng ta đó là AWS Billing and Cost Management, quản lý chi phí và lập hóa đơn. Đây là một cái dịch vụ mà chúng ta sử dụng để thanh toán hóa đơn AWS, theo dõi việc sử dụng và lập ngân sách các chi phí của mình. Dịch vụ này cho phép chúng ta dự báo và có được ý tưởng tốt hơn về chi phí và mức sử dụng của của chúng ta có thể ra sao trong tương lai. Từ đó chúng ta có thể lập kế hoạch trước. Chúng ta cũng có thể đặt cái khoảng thời gian tùy chỉnh và xác định xem chúng ta muốn xem dữ liệu của mình ở mức độ chi tiết hàng tháng hay là hàng ngày. Với chức năng lọc và nhóm thì chúng ta có thể phân tích dữ liệu của mình bằng nhiều thứ thư nguyên có sẵn, AWS Cost and Use Report Tool. Đây là một công cụ về báo cáo chi phí và sử dụng. AWS cho phép chúng ta xác định các cái cơ hội để tối ưu hóa bằng cách hiểu xu hướng dữ liệu sử dụng và chi phí của chúng ta, cũng như cách chúng ta đang sử dụng triển khai AWS của mình. Thì đây là AWS Billing Dashboard. Đây là trang tổng quan về thanh toán AWS, cho phép chúng ta xem trạng thái chi tiêu mà AWS hàng tháng mà chúng ta sử dụng hàng tháng đấy. Đây là xác định các cái dịch vụ chiếm phần lớn tổng chi tiêu của chúng ta và hiểu mức độ chi phí nào sử dụng cao và những xu hướng nó gia tăng như thế nào. Một trong những biểu đồ nằm trên trang tổng quan đó là Spend Summary, tóm tắt chi tiêu cho chúng ta biết được số tiền chúng ta đã chi tiêu trong tháng trước, rồi chi phí ước tính cho việc sử dụng AWS của chúng ta trong tháng cho đến nay, và dự báo số tiền chúng ta có thể chi tiêu trong tháng này. Một biểu đồ khác đó là Month to Date Spend by Service, chi tiêu hàng tháng theo dịch vụ. Thì biểu đồ này sẽ hiển thị các cái dịch vụ hàng đầu mà chúng ta sử dụng nhiều nhất, tỷ lệ chi phí được quy định cho dịch vụ đó. Rồi từ trang tổng quan thanh toán, chúng ta có thể truy cập một số công cụ quản lý chi phí khác mà chúng ta có thể sử dụng để ước tính và lập kế hoạch chi phí AWS của mình, như là các công cụ này bao gồm đó là AWS Cost Explorer, AWS Budget và AWS Cost and Use Report. Đây là những cái công cụ khác hỗ trợ cho chúng ta. Đầu tiên là AWS Bill sẽ liệt kê các chi phí mà chúng ta đã phát sinh trong tháng qua.
cho bộ dịch vụ AWS với cái phân tích chi tiết hơn theo từng region và tài khoản được cái được liên kết. Công cụ này cũng cung cấp cho chúng ta quyền truy cập vào thông tin cập nhật và những cái thông tin cập nhật nhất về chi phí và việc sử dụng của chúng ta, bao gồm hóa đơn hàng tháng và bảng phân tích chi tiết về các dịch vụ AWS mà chúng ta sử dụng. Tiếp theo là Cost Explorer. Thì Cost Explorer dùng để xem dữ liệu chi phí AWS của chúng ta dưới dạng biểu đồ, nó cho phép chúng ta nhìn biểu đồ trực quan. Thì với Cost Explorer thì chúng ta có thể dễ dàng hình dung, hiểu và quản lý chi phí việc sử dụng AWS của mình theo thời gian. Cost Explorer bao gồm một báo cáo mục đích hiển thị chi phí về việc sử dụng các dịch vụ AWS chịu chi phí hàng đầu của chúng ta, báo cáo chi phí hoạt động hàng tháng, cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các chi phí trong 3 tháng. Nó cũng cung cấp con số dự báo cho tháng tới. Thì Cost Explorer nó là một cái công cụ miễn phí. Nó là một công cụ miễn phí nha, cho phép chúng ta xem như là xem biểu đồ chi phí này, xem dữ liệu chi phí trong 13 tháng này, dự đoán số tiền mà có thể chi tiêu trong 3 tháng tới, khám phá các mô hình về số tiền chúng ta chi tiêu cho các tài nguyên AWS theo thời gian và xác định các cái khu vực có vấn đề về chi phí, tức là những cái khu vực mà nó phát sinh chi phí một cách bất thường, thì Cost Explorer này nó sẽ hiển thị cho chúng ta. Xác định các dịch vụ mà chúng ta sử dụng nhiều nhất, xem các chỉ số chẳng hạn như là availability zone, các cái vùng sẵn sàng nào có lưu lượng truy cập nhiều nhất, hoặc tài khoản AWS được liên kết nào sử dụng nhiều nhất chẳng hạn, thì nó sẽ thông số hết cho chúng ta. Tiếp theo là mức AWS budget. Thì AWS budget sẽ sử dụng hình ảnh hóa đơn, hình ảnh hóa chi phí do Cost Explorer cung cấp để hiển thị cho chúng ta trạng thái ngân sách và cung cấp dự đoán về chi phí ước tính. Thì chúng ta có thể sử dụng AWS budget để tạo thông báo khi chúng ta vượt quá ngân sách trong tháng hoặc khi chi phí ước tính vượt quá ngân sách. Ví dụ ngân sách đó một tháng chúng ta chỉ cho phép khoảng 1.000 đô la chẳng hạn, mà chúng ta sử dụng vượt quá thì AWS budget nó sẽ thông báo về cho chúng ta. Thì cái ngân sách có thể được theo dõi ở cấp độ hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, và chúng ta có thể tùy chỉnh ngày bắt đầu cũng như ngày kết thúc. Các cái cảnh báo về ngân sách vượt quá có thể được gửi qua email hoặc qua Amazon Simple Notification Service, tức là Amazon SNS. Và cuối cùng đó là AWS Cost and Use Report. Đây là một cái báo cáo chi phí và sử dụng AWS và là nơi duy nhất để truy cập thông tin toàn diện về chi phí và việc sử dụng AWS. Công cụ này liệt kê việc sử dụng cho từng danh mục dịch vụ được sử dụng bởi tài khoản, người dùng của tài khoản. Trong các mục như hàng giờ hoặc hàng ngày, bất kỳ khoản thuế nào chúng ta đã kích hoạt cho mục đích phân bổ thuế, chúng ta có thể chọn AWS để xuất bản, có thể là export thành các cái báo cáo thanh toán vào S3 Bucket, S3 Bucket. Các báo cáo này có thể được cập nhật mỗi ngày, một ngày một lần. Ở đây là một cái dashboard cơ bản để các bạn thấy được rằng nó sẽ hiển thị như vậy. Thì đây cái việc quản lý cái chi tiêu này cũng rất là quan trọng. Các bạn cũng nên tìm hiểu để biết được rằng cái chi tiêu mỗi tháng của chúng ta bao nhiêu. Và section cuối cùng trong module này đó là section về technical support, là về hỗ trợ kỹ thuật. Thì cho dù chúng ta là người mới hay là chúng ta đang sử dụng các cái dịch vụ của AWS làm cái giải pháp kinh doanh, thì AWS đều muốn giúp chúng ta làm những điều tuyệt vời nhất, để mang đến những cái ứng dụng cho khách hàng. Thì bộ phận hỗ trợ của AWS có thể cung cấp cho chúng ta sự kết hợp độc đáo giữa các công cụ và kiến thức chuyên môn dựa trên các trường hợp sử dụng, được lập kế hoạch hiện tại hoặc trong tương lai của chúng ta. AWS Support được phát triển để cung cấp hỗ trợ đầy đủ các cái nguồn lực phù hợp, hỗ trợ thành để mục đích là hỗ trợ chúng ta thành công trong việc sử dụng AWS.
AWS muốn hỗ trợ tất cả khách hàng của mình, bao gồm cả những khách hàng có thể đang thử nghiệm AWS, những khách hàng đang tìm cách sử dụng AWS trong 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 sản xuất, trong kinh doanh, và cả những khách hàng sử dụng AWS như một tài nguyên quan trọng và nó là cốt lõi của mô hình kinh doanh của các công ty và doanh nghiệp. Bộ phận hỗ trợ AWS có thể thay đổi loại hỗ trợ được cung cấp tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của khách hàng. Thì với AWS, khách hàng có thể tự tin lên kế hoạch triển khai và tối ưu hóa. Nếu chúng ta muốn có hướng dẫn chủ động thì bộ phận hỗ trợ của AWS có Technical Account Manager TAM. Thì đây là người quản lý tài khoản kỹ thuật được chỉ định làm đầu mối liên hệ chính với người dùng. Thì TAM có thể cung cấp hướng dẫn, đánh giá kiến trúc và liên lạc liên tục để giúp chúng ta luôn được thông báo và chuẩn bị khi chúng ta lập kế hoạch triển khai và tối ưu hóa các cái giải pháp của mình. Nếu chúng ta muốn đảm bảo rằng chúng ta tuân theo các cái phương pháp hay nhất để tăng hiệu suất và khả năng chịu lỗi trong môi trường AWS, thì bộ phận hỗ trợ AWS có AWS Trusted Advisor. Thì AWS Trusted Advisor này giống như một cái chuyên gia đám mây tùy chỉnh, và đây là một tài nguyên trực tuyến giúp kiểm tra các cơ hội để giảm chi tiêu hàng tháng và tăng năng suất, cũng như tăng cái mức độ bảo mật của cái kiến trúc AWS của chúng ta. Để được hỗ trợ về tài khoản thì nhân viên hỗ trợ là những chuyên gia về thanh toán và tài khoản, người sẽ cung cấp phân tích nhanh chóng và hiệu quả về các vấn đề thanh toán tài khoản. Nhân viên hướng dẫn sẽ giải quyết tất cả các câu hỏi liên quan đến thanh toán phi kỹ thuật và cấp tài khoản. Thì AWS luôn muốn người dùng tự tin trong việc lập kế hoạch và triển khai cũng như tối ưu hóa cái ứng dụng của mình, nên AWS đã phát triển các cái plan, các cái kế hoạch cụ thể để hỗ trợ, bao gồm như là hỗ trợ cơ bản basic support, hay là hỗ trợ cho các cái developer, các nhà phát triển, rồi hỗ trợ cho business support, hỗ trợ kinh doanh cho các cái doanh nghiệp nhỏ hay là enterprise, các doanh nghiệp lớn. Thì mỗi cái plan này, plan support này sẽ tương ứng với một số những cái người dùng như sau. Đầu tiên là basic support sẽ hỗ trợ về cung cấp cho 24 trên 7 người dùng truy cập vào customer service hay là các document, white paper cũng như support forum. Rồi có thể truy cập vào 6 cái core, các 6 cái cốt lõi của Trusted Advisor. Nhất 6 kiểm tra cơ bản core của Trusted Advisor. Rồi access vào chúng ta có thể truy cập vào Personal Health Dashboard. Còn gói hỗ trợ Developer Support sẽ cung cấp tài nguyên cho những khách hàng đang thử nghiệm hoặc đang phát triển sớm phát triển những cái ứng dụng của mình trên AWS, và bất kỳ khách hàng nào muốn được hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật, hoặc là những khách hàng đang khám phá cách nhanh chóng để đưa AWS hoạt động, hoặc là những khách hàng sử dụng AWS cho khối lượng công việc hoặc những cái ứng dụng mà phi sản xuất, phi thương mại. Thứ ba là Business Support Plan sẽ cung cấp cho khách hàng đang chạy những cái khối lượng công việc kinh doanh trên AWS, và bất kỳ khách hàng nào muốn chạy một hoặc nhiều ứng dụng trong môi trường production, kích hoạt nhiều dịch vụ hoặc sử dụng rộng rãi các dịch vụ chính, hay là những khách hàng phụ thuộc vào các giải pháp kinh doanh của họ để có tính khả dụng, có thể mở rộng và an toàn. Cuối cùng là gói Enterprise Support Plan, thì nó sẽ cung cấp tài nguyên cho khách hàng đang điều hành những cái khối lượng công việc quan trọng, nó liên quan đến sứ mệnh cũng như là sứ mệnh và kinh doanh trên AWS, và bất kỳ khách hàng nào muốn tập trung vào quản lý chủ động để tăng hiệu quả và tính sẵn sàng cho ứng dụng, xây dựng và vận hành khối lượng công việc tuân theo các cái phương pháp hay nhất của AWS, sử dụng kiến thức chuyên môn của AWS để hỗ trợ khởi chạy và di chuyển, sử dụng các cái TAM cung cấp kiến thức chuyên môn kỹ thuật cho toàn bộ các dịch vụ AWS và hiểu chi tiết về trường hợp sử dụng và kiến trúc công nghệ. Người quản lý tài khoản kỹ thuật nó là đầu mối liên hệ chính đối với các cái nhu cầu hỗ trợ liên tục.
Thì ngoài việc hiểu các cái chi phí liên quan đến các cái kế hoạch hỗ trợ khác nhau, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu các cái cấp độ dịch vụ liên quan đến mỗi kế hoạch. Thì ngoài mỗi cái support plan hỗ trợ cho chúng ta lựa chọn, thì mức độ nghiêm trọng của trường hợp sẽ dẫn đến cái loại phản hồi mà chúng ta nhận được, thì sẽ có 5 cái mức độ nghiêm trọng khác nhau. Chúng ta thấy ở biểu đồ sẽ có 5 mức độ. Thì ở đây chúng ta cần lưu ý là đối với gói basic support thì sẽ không có hỗ trợ nào trong cái gói này. Thời gian phản hồi này được xem xét khi chúng ta xác định kế hoạch hỗ trợ nào là tốt nhất cho tổ chức của mình. Thì các bạn thấy là gói Enterprise Plan sẽ được support 24/7 và các cái vấn đề là với thời gian rất là nhanh. Đó, những cái lỗi liên quan đến critical thì chỉ 15 phút là sẽ được support hỗ trợ ngay. Như vậy là chúng ta đã kết thúc module đầu tiên. Module đầu tiên trong cái session này là module thứ hai. Thì trong module này, sau khi kết thúc module này, chúng ta sẽ nắm được những kiến thức liên quan đến cái triết lý định giá của AWS, rồi chúng ta biết cách sử dụng AWS Pricing Calculator để tính toán ước lượng giá cả khi sử dụng AWS, rồi chúng ta biết được là cái những khái niệm liên quan đến Total Cost of Ownership, rồi chúng ta biết được cái cách quản lý hóa đơn, quản lý việc sử dụng và thanh toán của AWS. Ngoài ra chúng ta còn biết được về hỗ trợ kỹ thuật của AWS. Thì trước khi kết thúc module này, chúng ta sẽ làm một câu hỏi nhỏ nhỏ, knowledge check. Rồi các bạn, chúng ta đọc câu hỏi và làm cũng như nghỉ giải lao trong khoảng 5 phút, chúng ta sẽ quay lại.
Rồi chúng ta cùng quay lại. Đối với câu hỏi này chúng ta cùng sẽ dịch câu hỏi này một chút. Ở câu hỏi này đề bài đó là dịch vụ nào của AWS cung cấp các cái đề xuất tối ưu hóa bảo mật, các tối ưu hóa về bảo mật cơ sở tầng. Câu A là API, câu B là Reserved Instance, câu C là Trusted Advisor, câu D là EC2 Spot Fleet. Rồi, thì đối với câu hỏi này chúng ta sẽ cùng phân tích một chút. Thì đề bài yêu cầu chúng ta là các cái đề xuất tối ưu bảo mật, các đề xuất tối ưu bảo mật đúng không? Recommendation, rồi optimize security, những từ khóa chúng ta, rồi một cái service, hay là service. Thì để làm câu này chúng ta sẽ thử có thể sử dụng bằng phương pháp loại trừ. Đầu tiên là API, thì API đây là một cái private, thì nó cũng không private là về sâu ra list ra những cái giá đó. API này list ra giá cả thì nó cũng không liên quan gì đến bảo mật cả. Câu A không phải. Câu A không phải này. Câu B Reserve Instance thì các cái phiên bản đặt trước. Phiên bản đặt trước thì về thì tối ưu hóa giá cả thôi, cũng không liên quan gì đến bảo mật, đúng không? B. Câu C thì Trusted Advisor. Câu C Trusted Advisor như lúc nãy chúng ta tìm hiểu thì Trusted Advisor cho phép chúng ta đem một cái dịch vụ mà hỗ trợ cho chúng ta là tối ưu hóa về hiệu suất cũng như bảo mật bằng cách là kiểm tra các kiến trúc cũng như là các dịch vụ AWS chúng ta sử dụng xem thử có phải là best practice hay chưa, tốt nhất hay chưa. Thì câu C chúng ta nghĩ đây là có thể là câu trả lời chính xác. Câu D đó là sử dụng là EC2 Spot Fleet. Spot Fleet này nó cũng là một cái phiên bản một cái gì? Phiên bản EC2 thôi chứ nó không phải là liên quan đến bảo mật này. Như vậy câu D cũng không phải là câu trả lời đúng. Như vậy là bằng phương pháp loại trừ chúng ta có thể chọn ra được câu C. Câu C là đáp án trả lời chính xác. Rồi thì trong cái module này nếu như bạn nào có muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin liên quan thì chúng ta có thể tham khảo những cái đường link, những cái topic ở đây để chúng ta tìm hiểu. Thì đối với Economic Center hay là Pricing Calculator, rồi những case study thì chúng ta có thể đọc thêm. Bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể đọc thêm những cái thông tin trên những đường link này. Như vậy là chúng ta đã kết thúc module thứ hai trong cái khóa học AWS Cloud Foundation. Chúng ta sẽ tiến hành qua module thứ ba. Đây là một trong những cái module khá là quan trọng. Rồi, module thứ ba là module nói về giới thiệu về tổng quan về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS. Đây là một trong những module quan trọng và nền tảng cho cái khóa học Cloud Foundation cũng như là cái khóa học thứ hai là khóa học về Cloud Architect. Thì trong module này nó sẽ tiến hành chúng ta sẽ tiến hành giải quyết các cái chủ đề bao gồm như là tìm hiểu về cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS. Chúng ta sẽ tổng quan về các dịch vụ cũng như là các cái danh mục dịch vụ của AWS. Thì trong module này sẽ có một phần demo, các bạn có thể lên lên hệ thống LMS để xem cái phần demo này, các cái video demo liên quan đến module này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái bài knowledge check tương tự. Mỗi module đều chúng ta sẽ có một bài knowledge check gồm 10 câu hỏi ở trong LMS, và các bạn lưu ý rằng chúng ta phải làm được 8 trên 10 câu hỏi để pass được cái module. Rồi, sau khi hoàn thành module này, chúng ta sẽ xác định được sự khác biệt giữa các cái định nghĩa, các cái khái niệm như của bao nhiêu là AWS region, tức là các cái khu vực, các cái availability zone, tức là các cái vùng sẵn sàng, và app location, tức là các cái vị trí biên của AWS. Rồi chúng ta sẽ xác định được các cái dịch vụ AWS cũng như các cái danh mục dịch vụ khác nhau. Rồi chúng ta cùng qua section đầu tiên của module thứ ba, đó là AWS Global.
Infrastructure, tức là cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS. Thì cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS được thiết kế và xây dựng để cung cấp một môi trường điện toán đám mây linh hoạt, đáng tin cậy, có thể mở rộng và an toàn với hiệu suất mạng toàn cầu chất lượng cao. Thì ở đây chúng ta có thể thấy để tìm hiểu được cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS, các bạn có thể vào trang chủ của AWS. Chúng ta có thể search AWS Global. Đây, cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS. Thì ở trên đây sẽ hiển thị cái bản đồ hạ tầng, cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS. Thì chúng ta có thể thấy được rằng cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS có rất là nhiều cái điểm chấm xanh và điểm chấm chấm cam, đúng không? Thì những điểm chấm màu xanh dương là những cái khu vực, những cái region mà đã được ra mắt, còn những cái màu cam là sẽ có sớm, tức là sắp ra mắt. Ở đây giả sử chúng ta vào click vào một cái châu lục thì sẽ hiển thị ra các cái thông tin liên quan đến khu vực đó. Đó. Rồi đây hay là đây là Jakarta ra mắt vào năm 2021, có 3 vùng sẵn sàng. Mỗi chấm màu xanh dương này nó là một cái region, một cái khu vực. Rồi nếu chúng ta muốn xem những cái thông tin mà cụ thể hơn nữa thì các bạn chúng ta có thể vào vào khu vực và AZ đây. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn những cái khu vực và chúng ta sẽ nhìn thấy được rõ ràng hơn, thông tin cụ thể hơn. Ví dụ chúng ta chọn châu Á Thái Bình Dương đi, chúng ta sẽ thấy các cái khu vực màu cam là khu vực, các cái region, còn màu màu xanh dương này là các cái vị trí biên, các cái ad location. Thì trong này nó sẽ có những cái thông tin đầy đủ cho chúng ta giới thiệu, và rất rất hay là nó là AWS nó có tiếng Việt cho chúng ta đọc luôn các cái thông tin. Thì cơ sở hạ tầng đám mây AWS được xây dựng xung quanh region, tức là các cái khu vực. Thì AWS có 22 region trên toàn thế giới và hiện tại đang mở rộng ra thêm các cái region khác. AWS region nó là một vị trí địa lý thực tế có một hoặc nhiều availability zone, tức là các vùng sẵn sàng, tức là một cái khu vực nó sẽ có nhiều vùng sẵn sàng. Mỗi vùng sẵn sàng nó sẽ bao gồm một hoặc nhiều trung tâm dữ liệu. Đó, các bạn thấy cái cách tổ chức của AWS lớn nhất đó là region. Mỗi region nó sẽ có nhiều vùng sẵn sàng, mỗi vùng sẵn sàng nó lại có nhiều trung tâm dữ liệu. Để đạt được sự ổn định và khả năng chịu lỗi thì các region được tách biệt, độc lập và cách ly với nhau. Tài nguyên trong một region không được tự động sao chép sang các region khác. Khi chúng ta lưu trữ dữ liệu trong một region cụ thể thì nó sẽ không được sao chép ra region bên ngoài. Thì cái này một phần là do gì? Do cái truyền dữ liệu ra bên ngoài các region sẽ bị tính chi phí, do đó AWS không tự động truyền dữ liệu ra ngoài vì sẽ phát sinh chi phí, như vậy sẽ không sẽ gây gây khó, không đảm bảo các cái nguyên tắc cho người dùng. Như vậy thì để sử dụng để sao chép dữ liệu qua các region khác thì đó là trách nhiệm của người dùng, tức là chúng ta phải có trách nhiệm sao chép dữ liệu qua các region khác nếu mà nhu cầu kinh doanh hay là cái bài toán yêu cầu chúng ta phải sao lưu dữ liệu trên nhiều region. Thì các region đã được giới thiệu trước ngày 20 tháng 3 năm 2019 đã được bật theo định. Các region được giới thiệu sau ngày 20 tháng 3 năm 2019 như là châu Á Thái Bình Dương,
Hồng Kông và Trung Đông, Bahrain đã được tắt theo mặc định. Chúng ta phải kích hoạt các reason này trước khi sử dụng chúng. Chúng ta có thể sử dụng bảng bảng điều khiển tức quản lý AWS, tức là sử dụng management console ở trên web để bật hoặc tắt một reason. Một số reason nó bị hạn chế về quyền truy cập như là tài khoản Amazon Trung Quốc, AWS Trung Quốc chỉ cung cấp quyền truy cập vào region Bắc Kinh hoặc là Ninh Hạ. Để tìm hiểu thêm về AWS ở Trung Quốc thì các bạn có thể lên trang chủ của AWS để tìm hiểu. Ngoài ra thì khu vực AWS Gov Cloud, tức là Hoa Kỳ, nó là bị cô lập và được thiết kế để cho phép các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các cái khách hàng di chuyển khối lượng công việc nhạy cảm vào đám mây bằng cách giải quyết các cái yêu cầu tuân thủ và quy định cụ thể. Đó, rất AWS cam kết bảo mật về những cái thông tin này. Thì có một số yếu tố chúng ta nên xem xét khi chọn reason tối ưu hoặc các cái reason chúng ta sử dụng để lưu trữ dữ liệu và sử dụng các cái dịch vụ AWS. Đó là thứ nhất là chúng ta cần cân nhắc, đó là quản trị dữ liệu, các yêu cầu về pháp lý. Thì các luật pháp địa phương có thể yêu cầu một số thông tin nhất định phải được lưu trữ trong trên danh giới địa lý. Như vậy thì có thể hạn chế các reason mà chúng ta mà cung cấp cái nội dung liên quan, nội dung hoặc cái dịch vụ liên quan. Thì cái này về luật bảo vệ dữ liệu thôi. Của các quốc gia, một quốc gia sẽ có một cái luật pháp khác nhau và chúng ta phải tuân thủ theo luật pháp của cái nước được đặt reason mà AWS đặt đặt cái reason tại đó. Nhìn chung thì chúng ta nên chạy các ứng dụng của mình và lưu trữ dữ liệu của mình ở một khu vực càng gần người dùng càng tốt và hệ thống sẽ truy cập chúng càng nhanh. Điều này sẽ giúp là giảm độ trễ. Thì để muốn các bạn muốn biết về độ trễ của cái các cái reason của AWS, các bạn có thể vào trang cloudping.info để kiểm tra. Cloudping.info đây là một trang để kiểm tra về reason. Đây thì trên này sẽ hiển thị toàn bộ những cái reason của AWS và các bạn chạy HTTP ping, nó sẽ tiến hành ping từ từ cái vị trí của bạn đến các cái các cái reason của AWS. Chúng ta sẽ thử ping để xem cái reason nào gần chúng ta nhất, sẽ tiến hành ping cho chúng ta. Các bạn thấy sẽ thì thường thì chúng ta sẽ chọn các cái reason để đặt ứng dụng cũng như lưu trữ dữ liệu là những cái reason mà nó gần chúng ta nhất, tức là có cái độ trễ, cái latency nó nhỏ nhất. Ở đây chúng ta thấy đó là Asian Pacific thôi. Châu Á Thái Bình Dương là gần chúng ta nhất, trong đó Singapore là có ping tốt nhất, thì chúng ta có thể chọn Singapore làm reason để đặt ứng dụng của mình. Ngoài ra có Mumbai cũng tốt hay là Hồng Kông. Bạn một 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 cái chú ý nữa lúc nãy chúng ta có thể anh chúng ta trình bày đó là lựa chọn region là phụ thuộc vào khách hàng. Ví dụ khách hàng chúng ta đa số ở Mỹ thì chúng ta sẽ chọn những cái region ở Mỹ để đặt cái ứng dụng thì nó sẽ tốt hơn, đảm bảo độ trễ thấp và không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm người dùng. Rồi một cái điểm chúng ta cần lưu ý nữa đó là có một số thay đổi trong chi phí trả dịch vụ, có thể là phụ thuộc vào khu vực chúng ta lựa chọn. Có nghĩa là một số cái region thì chi phí dịch vụ nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta lưu trữ dữ liệu ở Mỹ thì chi phí nó có thể đắt hơn hoặc rẻ hơn chi phí chúng ta dữ liệu tại region ở Singapore chẳng hạn. Đó. Ngoài ra còn một vấn đề nữa đó là có một số dịch vụ nó không có sẵn ở một số khu vực. Đó, thì cái điều này đòi hỏi các bạn khi các bạn muốn đặt sử dụng các cái dịch vụ tại các cái region nào đó thì các bạn nên tìm hiểu xem thử là region đó có hỗ trợ cái dịch vụ đó không. Nếu như region đó không có cho phép dịch vụ đó chạy thì chúng ta sẽ không sử dụng được dịch vụ trên các cái region đó.
mỗi region nó có nhiều vùng, có nhiều vị trí biệt lập, được gọi là các availability zone, hay là tiếng Việt chúng ta gọi là vùng sẵn sàng. Thì mỗi vùng sẵn sàng này cung cấp khả năng vận hành các cái ứng dụng và cơ sở dữ liệu có tính khả dụng cao so với khả năng, và có thể có một trung tâm khả dụng cao, khả năng chịu lỗi và khả năng mở rộng cao hơn so với khả năng có thể có với một trung tâm dữ liệu duy nhất. Mỗi vùng sẵn sàng có thể bao gồm nhiều trung tâm dữ liệu data center, mà thường là ba, mỗi availability zone nó thường có ba data center. Và thì mỗi data center này ở quy mô đầy đủ, chúng có thể bao gồm hàng trăm hay hàng nghìn máy chủ. Thì data center nó là các cái phân vùng hoàn toàn biệt lập của cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS. Các vùng sẵn sàng có cơ sở hạ tầng điện riêng và chúng cách nhau nhiều km về mặt địa lý với các vùng sẵn sàng khác. Tất cả các vùng sẵn sàng được kết nối với nhau bằng mạng băng thông cao, độ chạy thấp qua các quang chuyên dụng, có dự phòng đầy đủ, cung cấp thông lượng cao giữa các vùng sẵn sàng. Thì mạng hoàn thành việc sao chép đồng bộ giữa các vùng sẵn sàng. Thì các availability zone giúp xây dựng các ứng dụng có tính khả dụng cao. Khi một ứng dụng được phân vùng trên các vùng sẵn sàng khác nhau, thì các công ty sẽ được cách ly và bảo vệ tốt hơn khỏi các vấn đề như là sét, lốc, xoáy, động đất, tức là các cái thiên tai đó. Thì chúng ta có trách nhiệm đó là chọn các cái vùng sẵn sàng nơi hệ thống của chúng ta sẽ hoạt động. Hệ thống có thể mở rộng nhiều vùng sẵn sàng, và AWS khuyến nghị chúng ta nên nhân rộng trên các vùng sẵn sàng để có khả năng phục hồi. Chúng ta nên thiết kế hệ thống của mình vẫn tồn tại và hoạt động nếu xảy ra sự cố tạm thời hoặc kéo dài trên một vùng sẵn sàng nếu xảy ra thảm họa. Có nghĩa là khi khi chúng ta thiết kế các cái ứng dụng của mình đặt trên hai hay ba vùng sẵn sàng, thì khi một vùng sẵn sàng mà xảy ra thảm họa thì hai vùng sẵn sàng khác vẫn vẫn đáp ứng hoạt động cho cái ứng dụng của chúng ta mà không bị gọi là downtime đấy. Trong khi nếu như chúng ta chỉ đặt ứng dụng trên một vùng sẵn sàng thôi, thì khi ứng dụng đó sẽ khi mà xảy ra sự cố thì cái ứng dụng của chúng ta sẽ không không thể hoạt động. Thì AWS khuyến nghị chúng ta nên đặt ứng dụng trên nhiều vùng sẵn sàng. Tiếp theo đó là nền tảng của cơ sở hạ tầng AWS, đó là các cái trung tâm dữ liệu data center. Khách hàng không không được chỉ định một trung tâm dữ liệu cụ thể nào để triển khai các tài nguyên, thì đây là một cái vấn đề bảo mật thôi. Thay vào đó, khách hàng chỉ có thể thực hiện tại mức là vùng sẵn sàng. Khách hàng chỉ được chỉ định vùng sẵn sàng chứ không được chỉ định data center. Tuy nhiên thì trung tâm dữ liệu nó là nơi chứa dữ liệu thực tế, và Amazon vận hành các trung tâm dữ liệu hiện đại có tính khả dụng cao. Mặc dù hiếm khi gặp nhưng đôi khi vẫn có lỗi xảy ra gây ảnh hưởng đến tính khả dụng của các phiên bản ở cùng một cái vị trí. Nếu chúng ta lưu trữ tất cả các phiên bản của mình ở một vị trí duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự cố, thì không phiên bản nào chúng ta sẽ khả dụng. Đây là một điều hết sức lưu ý. Trung tâm dữ liệu được thiết kế an toàn với một số yếu tố sau. Thứ nhất đó là mỗi vị trí đều được đánh giá cẩn thận để giảm thiểu rủi ro môi trường. Các trung tâm dữ liệu có thiết kế dự phòng có thể lường trước và chịu đựng được sự cố trong khi vẫn duy trì ở các cái dịch vụ. Để đảm bảo tính khả dụng, thì các thành phần hệ thống quan trọng được sao lưu trên nhiều vùng sẵn sàng. Để đảm bảo năng lực, AWS liên tục giám sát việc sử dụng dịch vụ để triển khai cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ cam kết và yêu cầu tính khả dụng. Các vị trí của trung tâm dữ liệu không được tiết lộ và mọi quyền truy cập vào chúng đều bị hạn chế. Trong trường hợp hư hỏng, các quy trình tự động di chuyển lưu lượng dữ liệu ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Đó, thì data center sẽ được bảo mật hoàn toàn. AWS sử dụng thiết bị mạng tùy chỉnh có nguồn gốc từ nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc, và để thiết kế các cái sản phẩm sử dụng trong việc trong cái quá trình xây dựng data center. Tiếp theo, một cái dịch vụ mà chúng ta sẽ được tìm hiểu trong những cái module sau, đó là Amazon Cloud Front. Thì Amazon Cloud Front nó là một cái mạng phân phối nội dung CDN được sử dụng để phân phối các nội dung cho người dùng cuối nhằm giảm độ trễ. Rồi một dịch vụ khác đó là Amazon Route 53. Thì đây là một dịch vụ hệ thống phân tán, xin lỗi, hệ thống phân giải tên miền DNS. Thì các yêu cầu đến một
trong các cái dịch vụ này sẽ tự động chuyển đến các cái ad location. Thì các ad location nó là các cái vị trí biên gần nhất giúp giảm độ trễ. Thì các cái AWS có các điểm hiện diện là point of presence thì được đặt tại hầu hết các thành phố lớn. Tổng cộng có 69 thành phố trên 30 quốc gia trên thế giới và sẽ đang được ngày càng mở rộng thêm. Thì số liệu này được cập nhật trong cũng được một năm rồi, trong một năm thì chắc sẽ có rất nhiều hơn. Bằng cách liên tục đo lường kết nối internet, hiệu suất và tính toán để tìm ra cách tốt nhất để định tuyến các yêu cầu, thì điểm hiện diện mang đến trải nghiệm người dùng gần như thời gian thực, nó rất là nhanh. Chúng được nhiều dịch vụ của AWS sử dụng như là Amazon CloudFront, rồi Amazon Group 53, AWS Shield, AWS Web Application Firewall, nhiều dịch vụ của AWS sử dụng cái điểm hiện diện này. Thêm một thành phần nữa được AWS định nghĩa đó là Regional Edge Cache, tức là bộ nhớ đệm biên khu vực. Thì Regional Edge Cache thì được sử dụng theo mặc định với Amazon CloudFront. Bộ nhớ đệm biên khu vực được sử dụng khi chúng ta có nội dung không được truy cập đủ thường xuyên để nằm ở Edge Location. Thì các nội dung mà chúng ta truy cập thường xuyên sẽ được nằm ở Edge Location, còn truy cập không thường xuyên nó sẽ được đẩy về Regional Edge Cache. Thì Regional Edge Cache thu hồi những cái nội dung này và cung cấp một giải pháp thay thế cho nội dung đó thay vì phải được tìm nạp từ máy chủ gốc. Thì việc cái cơ chế mà phối hợp giữa sử dụng cái thiết kế giữa CloudFront rồi Edge Location và Regional Edge Cache sẽ được tìm hiểu rõ hơn ở cái khóa học thứ hai, khóa học về Cloud Architect. Các bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn những cơ chế hoạt động của Amazon CloudFront. Tiếp theo chúng ta như vậy là chúng ta đã biết được các cái thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS, bao gồm region, rồi availability zone, các cái point of presence, rồi các cái Edge Location, Regional Edge Cache. Ngoài ra còn có một cái nữa mà đang được phát triển hiện nay, đó là Local Zone. Thì qua cái khóa học thứ hai chúng ta sẽ được tìm hiểu rõ hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem xét những cái lợi ích mà cơ sở hạ tầng này mang lại. Thì cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS có các tính năng có giá trị. Đầu tiên, nó là nó có tính đàn hồi và khả năng mở rộng. Điều này có nghĩa là các tài nguyên có thể tự động điều chỉnh để tăng hoặc giảm các yêu cầu về cái khả năng cũng như dung lượng. Nó có thể nhanh chóng điều chỉnh để thích ứng với sự phát triển. Thứ hai, đó là cơ sở hạ tầng này có khả năng chịu lỗi, có nghĩa là nó có dự phòng thành phần tích hợp cho phép nó tiếp tục hoạt động bất chấp một thành phần bị lỗi. Đó, đây là thiết kế của AWS. Cuối cùng là nó yêu cầu tối thiểu hoặc không có sự can thiệp của con người, đồng thời cung cấp tính khả dụng cao với thời gian ngừng hoạt động là tối thiểu, tức là thời gian downtime là tối thiểu, không có sự, hoặc là yêu cầu tối thiểu sự can thiệp của con người vào, tất cả hoạt động một cách tự động. Rồi thì trong cái section đầu này chúng ta sẽ có một số điểm cần lưu ý. Thứ nhất, đó là cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS bao gồm các cái khu vực và vùng sẵn sàng. Việc chúng ta lựa chọn khu vực thì dựa trên yêu cầu tuân thủ hoặc là để giảm độ trễ, thì tùy vào cái ứng dụng của chúng ta và tùy vào cái yêu cầu mà chúng ta sử dụng region cho phù hợp. Mỗi vùng sẵn sàng nó tách biệt về mặt vật lý với các vùng sẵn sàng khác, có nguồn điện và mạng hay kết nối dự phòng. Vị trí biên và bộ nhớ đệm biên khu vực giúp cải thiện hiệu suất bằng cách lưu nội dung vào bộ nhớ đệm gần với người dùng hơn. Thì đây là một số điểm chúng ta cần lưu ý trong cái section này. Tiếp theo chúng ta sẽ qua section thứ hai. AWS cung cấp một loạt các sản phẩm dựa trên đám mây toàn cầu và có thể được sử dụng làm là các cái block, các cái khối để chúng ta có thể xây dựng các cái kiến trúc đám mây. Thì dưới đây chúng ta section này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức tổ chức các cái sản phẩm dựa trên đám mây này. Thì như chúng ta đã thảo luận ở section trước, cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS có thể
được chia thành 3 yếu tố, nhất là reason, hai là availability zone, thứ ba là các cái point of presence, các cái điểm hiện diện. Thì mỗi điểm hiện diện này nó sẽ có các cái application. Thì cơ sở hạ tầng này cung cấp cho nền tảng, cung cấp nền tảng cho một loạt các dịch vụ, chẳng hạn như là networking về mạng, hay là về storage, hay là các cái dịch vụ về điện toán, rồi cơ sở dữ liệu. Và các cái dịch vụ này nó đều đều chúng ta có thể sử dụng theo là on demand, đó là sử dụng theo yêu cầu, và chúng ta sẽ pay as you go pricing, trả tiền, chỉ trả tiền cho những gì mà mình sử dụng. Những dịch vụ này được cung cấp dưới dạng tiện ích theo yêu cầu, khả dụng trong vài giây, và mức giá tùy, mức giá ở đây chúng ta sử dụng bao nhiêu chúng ta trả bấy nhiêu. Thì AWS cung cấp một loạt dịch vụ dựa trên đam mê. Chúng ta sẽ có khoảng 23 danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau, và mỗi danh mục sẽ nó sẽ bao gồm nhiều cái dịch, mỗi danh mục dịch vụ nó sẽ bao gồm các cái dịch vụ ở trong đó. Thì trong cái khóa học Cloud Foundation đó, thì sẽ không cố gắng giới thiệu cho tất cả các bạn là từng dịch vụ một, mà thay vào đó trọng tâm của khóa học là sẽ về các cái dịch vụ được sử dụng rộng rãi nhất và giới thiệu tốt nhất về đam mê AWS, để các bạn có một cái nhìn tổng quát nhất về điện toán đám mây và AWS Cloud. Và khóa học này cũng tập trung vào các dịch vụ có nhiều khả năng được đề cập trong kỳ thi AWS Certified Cloud Practitioner. Thì tập trung vào các cái dịch vụ sẽ được thường các bài thi trong cái bài thi này. Thì các danh mục mà khóa học này sẽ thảo luận được gọi là ô vuông lại, ô vuông màu xám đấy, là các dịch vụ mà chúng ta sẽ học bao gồm là như là điện toán, quản lý chi phí, cost management, database, rồi là bảo mật, liên quan đến bảo mật, rồi liên quan đến lưu trữ, những cái dịch vụ mà chúng ta đã được vòng lại ở đây. Thì việc chúng ta tra cứu các cái dịch vụ này rất đơn giản thôi, các bạn lên trang chủ AWS và các bạn tiến hành tìm kiếm thôi. Rồi ô tìm kiếm đây, các bạn muốn tìm kiếm dịch vụ nào, chúng ta cần gõ ra là sẽ có sản phẩm thôi, hay là dịch vụ chẳng hạn chúng ta hỏi dịch vụ compute. Compute không hiện. À, chắc vào sản phẩm. Chúng ta vào sản phẩm. Đây, chúng ta sẽ phân tích điện toán này. Điện toán ở đây chúng ta sẽ hiện ra các cái danh mục, các cái dịch vụ của danh mục điện toán. Rồi chúng ta vào cơ sở dữ liệu chẳng hạn, sẽ hiện ra các cái dịch vụ trong danh mục cơ sở dữ liệu. Anh chúng ta dễ dàng truy cập vào ví dụ Aurora, chúng ta sẽ vào xem giới thiệu về Aurora, rồi các bạn xem giá, các bạn vào giá của Aurora để xem cách thức mà AWS tính toán giá cả. Đó, sẽ có mức giá rất là trực quan. Rồi chúng ta sẽ lướt qua một lượt các cái dịch vụ. Đầu tiên là ở danh mục dịch vụ lưu trữ, chúng ta sẽ tìm hiểu về Amazon SQL Storage Service S3 đấy. Thì đây là một dịch vụ về lưu trữ, cung cấp khả năng lưu trữ linh hoạt, bảo mật, có khả năng mở rộng, hiệu suất cao. Rồi Elastic Block Store, rồi Amazon EMS, hay là Glacier. Thì trong module storage các bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn về các cái dịch vụ này. Tiếp theo là danh mục về điện toán compute. Thì trong cái danh mục này hôm trước chúng ta đã được giới thiệu các cái dịch vụ này rồi đó, EC2 rồi là ECS hay là Lambda, chúng ta đã được giới thiệu qua về các cái dịch vụ này.
thì trong cái danh mục trong cái module điện compute sẽ giới thiệu rõ hơn các bạn. Rồi về danh mục database, chúng ta sẽ có về cơ sở dữ liệu quan hệ relational database service, hay là dịch vụ, hay là Amazon Aurora, Redshift, DynamoDB. Đây là các cái cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ học trong cái collaboration này. Về network and content delivery, trong này chúng ta sẽ học về VPC, rồi Elastic Load Balancing, cân bằng tải, hay là CloudFront, đây là một dịch vụ về CDN, Transit Gateway, rồi Route 53 là dịch vụ về DNS, rồi Direct Connect và VPN, đây là các dịch vụ về kết nối. Rồi trong về danh mục dịch vụ về Security, Identity và Compliance, chúng ta sẽ tìm hiểu về IAM. Organization thì chúng ta vừa tìm hiểu Organization rồi. Ngoài ra chúng ta tìm hiểu về Cognito hay Infat. Rồi Cognito là về một cái dịch vụ hỗ trợ chúng ta về xác thực tài khoản. Rồi Key Management Service, KMS, đây là một dịch vụ hỗ trợ về các cái khóa để chúng ta mã hóa dữ liệu. Rồi Shield, đây là dịch vụ hỗ trợ chúng ta bảo vệ chống lại các cái tấn công, các hacker hay là các cái vụ tấn công ở bên ngoài vào cái ứng dụng của chúng ta. Rồi AWS Cloud Management Service thì dịch vụ về quản lý hóa đơn, quản lý thanh toán, quản lý giá cả. Thì chúng ta vừa được tìm hiểu trong cái module thứ hai đấy, về Cost and Yield Report, hay là Budget và Cost Explorer. Một danh mục nữa là về Management and Governance Service. Thì trong này chúng ta sẽ hiểu về Management Console. Đây là một cái web-based đấy, interface chúng ta đã là cái để chúng ta tương tác với AWS. Rồi config hay là CloudWatch này là để theo dõi giám sát tài nguyên và ứng dụng. Rồi auto scaling này, đây là dịch vụ để giúp chúng ta là tự động mở rộng hay là bật tắt các cái tài nguyên để có thể là đảm bảo được cái ứng dụng chúng ta hoạt động. Rồi command line interface. Rồi Trusted Advisor chúng ta cũng được tìm hiểu vừa rồi đấy, đó là về đưa ra những cái hỗ trợ cho chúng ta về tối ưu hóa hiệu suất cũng như là bảo mật. Rồi CloudTrail này nó là một dịch vụ về giám sát, theo dõi các cái hoạt động của người dùng và API ghi lại các cái nhật ký để phục vụ cho quá trình audit, kiểm toán hay là các quá trình mà chúng ta mà để phục vụ các cái quá trình chúng ta bảo trì hệ thống này, cũng như tìm ra các cái nguyên nhân để khắc phục các cái sự cố. Thì trong này có một cái hoạt động các bạn có thể vào LMS để các bạn xem các cái hoạt động về Management Console. Như vậy là module thứ 3, chúng ta đã kết thúc module thứ 3, và trong module này chúng ta đã tìm hiểu về những điểm khác nhau giữa AWS Region, Availability Zone và Add Location. Rồi chúng ta đã xác định được các cái dịch vụ và các cái danh mục dịch vụ cũng như là các cái dịch vụ có sự khác nhau và những cái dịch vụ nào chúng ta sẽ được học trong cái khóa học này, và chúng ta sẽ tập trung vào các cái dịch vụ đó. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một bài trước khi kết thúc module 3 này. Chúng ta sẽ làm một cái câu hỏi knowledge check nhỏ nhỏ. Rồi các bạn, chúng ta đọc câu hỏi và có thể làm trong khoảng thời gian khoảng 2 phút.
Rồi, chúng ta cùng xem qua câu hỏi này. Đối với câu hỏi này thì người ta hỏi là cái thành phần nào của cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS mà Amazon CloudFront sử dụng để đảm bảo cái low latency, là cái độ trễ là thấp nhất, thấp đúng không? Để thấp. Chúng ta sẽ có 3 4 4 cái lựa chọn. Thứ nhất là reason, application, availability zone và to private cloud VPC. Thì chúng ta sẽ phân tích một chút. Đó là đầu tiên câu hỏi hỏi là cơ sở hạ tầng toàn cầu mà CloudFront sử dụng mà có độ trễ thấp. Thì như lúc này chúng ta đã tìm hiểu rồi, thì trong bốn cái phương án này thì cái app location chính là cái mà gần người dùng nhất mà CloudFront sử dụng để đảm bảo cho cái việc cái độ trễ là thấp nhất, nên phương án chọn của chúng ta là phương án B. Rồi thì kết thúc module thứ ba này, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các cái nội dung ngoài trong cái buổi training này. Các bạn có thể lên trang document của AWS để tìm hiểu các topic. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành hai cái module trong cái section thứ hai, đó là module về triết lý giá cả của AWS và module về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS. Các bạn về nhà chúng ta bạn nào muốn các bạn về nhà các bạn nào muốn theo dõi lại, các bạn có thể chờ section recording sẽ được các bộ phận hỗ trợ của học viện AWS sẽ đưa lên các bạn vào. Những bạn nào chưa biết thì chúng ta sẽ vào LMS, chúng ta vào khóa học của chúng ta, rồi chúng ta vào phần discussion. Và các bạn vào phần section recording để chúng ta có thể xem lại bài giảng ngày hôm nay. Ở đây bộ phận kỹ thuật sẽ đưa đường link lên sớm nhất có thể khi mà recording đã được hoàn tất. Các bạn có thể theo dõi recording đây. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi bằng tiếng Anh. Tiếng Anh ở đây. Ở module 2, module 3 sẽ có các cái phần tiếng Anh để các bạn có thể nghe các cái giảng viên khác của AWS người ta trình bày về module này. Trong đó các bạn nên xem các cái section mà mình chưa giới thiệu về case study, section 2 rồi các cái demo, các cái demonstration. Các bạn xem video để hiểu hơn về những cái dịch vụ mà các bên AWS giới thiệu cho các bạn. Vì trong vòng 2 tiếng đồng hồ không đủ thời gian để mình có thể demo rõ ràng hơn cho các bạn thấy được. Ở môn 3 đây. Rồi các bạn nhớ là chúng ta làm hai cái bài knowledge check cho module 2 và knowledge check cho module 3, gồm có 10 câu hỏi 100 điểm, và các bạn làm đúng 8 trên 10 câu để pass, vượt qua, hoàn thành, để xác nhận là hoàn thành hiểu biết về module này. Các câu hỏi cũng không 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 quá khó đâu, khá là đơn giản thôi, và đòi hỏi các bạn nhớ lại kiến thức đã học của section này, cũng như các bạn có thể tìm hiểu thêm, ví dụ câu hỏi nào bạn không biết các bạn có thể search thêm để tìm kiếm thêm các cái thông tin liên quan để mở rộng cái kiến thức của mình ra, vì các kiến thức trong cái kỳ thi cũng như các cái câu hỏi có thể nó rộng hơn một chút so với cái kiến thức mà chúng ta đã học ở các buổi training, nên các bạn chúng ta làm và hình thành các cái kỹ năng để chúng ta làm bài tốt hơn. Như vậy là section thứ hai hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, và ngày mai cùng khung giờ từ 16 giờ cho đến 18 giờ chúng ta sẽ qua cái module thứ tư. Module thứ tư là về AWS Cloud Security và Network and Content Delivery. Chúng ta sẽ có hai module hay một module để mình xem lại đi.
Ngày mai chúng ta sẽ có hai module, đó là Cloud Security và Networking và Content Delivery phần thứ nhất. Và các bạn đừng quên làm bài tập, làm knowledge check, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai 14 à 16 giờ ngày mai. Rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe session buổi trên ngày hôm nay có thể kết thúc tại đây.